Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8 đều là nhân 2 mét nhá. Mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180.000. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180.000. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6. Mét 6 2 mét nhá, mét 6 2 mét các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2 mét nhá, 1m7 x 2 mét các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. 40x60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là
260k nhé, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại lên video để trân trọng gửi tới các bác cái mã hàng bên em nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái sen và sử dụng nóng lạnh ok, không có giá đỡ nhá, và có tích hợp cho các bác là cái đầu cao su như này để các bác tắm mình kỳ cọ massage nó rất là tiện này. Khi các bác tắm thì các bác có thể kỳ cọ massage như này, nó sẽ có cái phần cao su này dùng rất là thích này, và có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay như này, có đóng ngắt trên tay như này các bác này. Đấy, các bác không dùng nữa mình có thể ngắt đi rất là tiện, và nó sẽ có cho các bác là ba chế độ này. Đấy, ba chế độ như này, đó ba chế độ như này, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Có dây này, dây khoảng từ 1m2 nhá, dây khoảng từ 1m2. Đấy, và đầu cao su như này, con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. À xin lỗi các bác, là trước 120, bây giờ giá về cho các bác giá rất tốt luôn, chỉ còn 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su giá sẽ là 95k. 95k cho một cái sen quạt sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá, massage 3D. Đó, đây. Tên của nó sẽ là massage 3D như này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để massage này, cằm này, đùi này, eo này, ngực này, cổ này, vai, gáy đều được hết nhá. Đấy, massage 3D dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đây. Đấy, khi em kéo này. Đấy thì kéo này thì nó sẽ giúp cho các bác là thư giãn cơ thể này. Đấy, đây. Làm mềm và massage cho các cái khối cơ rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để massage này, mặt này, cằm này, làm thon gọn cằm lại này, rồi bắp tay, bắp chân này, bụng, eo, tất cả luôn thì rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá, massage 3D. Massage này. Massage 3D nhá, 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay. Giá sẽ là 50 cành nhá. 50k cho con massage 3D bằng tay như này, rất tiện ích luôn. Mà giá chỉ có 50k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá. Một bịch này sẽ bao gồm cho bác là 10 chiếc khăn, hàng loại to, hàng loại to. Bịch này bao gồm 10 chiếc, to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt tròn đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, đấy rất là ngon cho các bác luôn nhá. Đấy, một mặt bông thô và một mặt bông mịn như này. Khi các bác sử dụng thì nó rất là thấm hút nước rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, lau bếp này, lau nhà tắm, lau nhà vệ sinh, toilet, rồi sử dụng đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, khăn bếp này. Giá sẽ là 30.000. 30k trên một bịch như này, bao gồm 10 chiếc luôn. Một bịch bao gồm 10 cái. Vậy là tính ra vào có 3.000, 3.000 một cái thôi. Hàng to đẹp dày dẫn chắc chắn, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là khăn bếp giá sẽ là 30k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái mẫu lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì hàng của thương hiệu Guda của Nhật các bác này, Guda của Nhật. Kích thước của nó đây, 1.07 tức là cái chiều rộng của nó nhá. Đấy, và 1.2 là chiều dày này, độ dày, và 16mm tức là độ dày của nó đấy. Và 16mm là cái phần của cái đấy, của cái lỗ này các bác nhá. Lỗ này là 16 các bác nhá. Lỗ này là 16. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu như các bác mua lẻ thì sẽ là 7.000 cho một viên như này. Lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá, 7.000 cho một viên. Và bên shop là bán từ 5 viên trở lên chứ không bán lẻ một viên nhá, bán từ 5 viên trở lên. Lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Đây, hàng của thương hiệu Guda của Nhật này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, kích thước của nó đây. Cái lỗ này của nó sẽ là 16 này, chiều dày là 1.2 này, và chiều rộng của nó sẽ là 1.07 này. Đấy, tức là 10 phân 7 đấy. Bán lẻ sẽ là 7.000 một lưỡi này. 7.000 một lưỡi. Đấy, bán lẻ thì đây, giá của nó sẽ là 7k trên một lưỡi và nhân với lại 5 lưỡi trở lên nhá, bằng 35.000, 35k cho 5 lưỡi này. Mua một vỉ của nó sẽ là 25 lưỡi là 130.000 này. Đấy, 25 lưỡi. À, 50 lưỡi thì sẽ là 220k và bao ship nhá. Và 100 lưỡi là một hộp thì giá của nó sẽ là 100 lưỡi là sẽ là 380k trên một hộp nhá. 380.000 trên một hộp. 100 lưỡi như này. 380.000 một hộp, 100 lưỡi như này các bác này. Đấy, nếu các bác mua cả hộp thì mua. Con này ưu điểm của nó sẽ là cái dòng lưỡi đỏ, là lưỡi cao cấp, nó sẽ có 3 phân khúc lưỡi, lưỡi đỏ, lưỡi vàng và lưỡi xanh. Thì lưỡi xanh sẽ là lưỡi rẻ tiền nhất nhá. Lưỡi vàng thì là hàng trung, còn hàng đỏ này là hàng cao cấp. Mền lưới dày, khi các bác cắt nhá,
mà đột nhiên nó có bị căng mà bị vỡ thì nó chỉ sụn ra thôi, chứ nó không vỡ thành mảng mà nó bật vào mặt đâu, bật mặt hoặc bật vào tay chân, mà nó chỉ có sụn ra thôi các bác nhá, thì nó rất là an toàn. Cái ưu điểm của cái hàng Nhật thì nó như vậy. Và cái giá thì đây, 5 lưỡi là 35.000, 25 lưỡi 130.000, 50 lưỡi 220 và 100 lưỡi 380.000. Mua càng nhiều giá càng tốt. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con máy vít này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cần trang cái tô vít đi mình. À kia ra đây lấy cái này đi. Sẽ bao gồm cho các bác là một máy như này, hai lưỡi. Ra đây ra đây. Một máy hai lưỡi và một cái cáp sạc nhá. Đấy, dùng sạc đưa cho anh biết kìa. Đấy, đây. Nó sẽ có hai cái mũi như này, về nhà các bác lắp mũi vào cho em. Đấy, và mình sử dụng thôi. Con này nó chỉ có chế độ là ra và vào thôi nhá, rất đơn giản thôi. Đây các bác này. Đấy. Xoáy này, đấy, xoáy ra nhá. Xoáy ra này, xoáy vào này. Đấy, xoáy vào đây. Rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, rất khỏe luôn các bác nhá. Đấy, xoáy ra này. Xoáy ra này, xoáy vào này. Con này nói chung là nó rất là khỏe bác, rất là khỏe, dùng nó rất là đã. Đấy các bác theo. Đấy nó nhấp này. Rất khỏe luôn. Đó, dùng rất là sướng. Giá thì rất hợp lý được các bác này, mạnh lắm. Đấy, tay không cầm là không giữ được đâu các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là máy vít nhá. Máy vít 130k cho một con máy vít như này. Đấy. Máy vít này, lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k một chiếc. Các bác dùng để sửa chữa, làm thợ làm nghề hoặc dùng gia đình rất là ok. Đó, máy vít 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ dao sói nhá. Bộ dao này thì giá rất hợp lý nhá, chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho bộ dao như này. Bao gồm cho các bác là có hẳn là tới 4 con dao luôn, 4 con dao. Đấy, đây. Test trực tiếp cho các bác xem luôn, tờ giấy rất là mỏng nhá. Mỏng như tờ giấy quá nhá. Đấy, đây. Test cho các bác xem này. Đấy. Dọc giấy này. Siêu đỉnh luôn các bác nhá. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn, chỉ có dọc bừa ra dọn hết hơi thôi. Đấy, đây, một con này. Đấy, tiếp theo là con thứ hai này các bác này. Đấy, con thứ hai các bác này. Đấy. Nói chung là con nào cũng khác như nhau thôi. Nó sẽ có cho các bác là 4 con, từ con nhỏ nhất là tầm khoảng 20 cm đến con dài nhất thì tầm khoảng là trên 30 cm, và bản con to nhất thì nó sẽ vào khoảng là 4 cm. Hàng của Nhật đây. Đấy, thép SK5 này, Asaka Japan này, Thái gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. 100.000 cho bộ dao sói bao gồm 6 món. Một kéo này. Con kéo này cũng rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất tiện luôn. Cắt rất là ngon này, các bác theo. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Cắt này, mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, rồi là đánh vẩy cá này, khui bia này, rất là đa di năng luôn. Đấy, tiếp theo là một cái nạo để các bác dùng để mình nạo hoa quả này, rồi gọt hoa quả rất là ok. Đấy. Thì bao gồm cho bác là một kéo, một nạo và 4 em dao, cực kỳ là xịn luôn, 4 em dao như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có là 100 cành thôi, 100 cành cho 4 món như này, 100k cho 4 món như này các bác nhé. Đấy. Giá sẽ là 100.000. Đấy, hàng đựng trong một cái hộp của Nhật như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là một cái phân khúc rất là bình dân cho các bác. Đấy. Dao thì chất lượng mà giá bình dân. Lên cho em là bộ dao sói, giá sẽ là 100k. Bộ dao sói này, bộ dao sói, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho bộ dao sói như này, bao gồm cho bác là 6 món luôn. Ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cân sức. À xin lỗi các bác, là cân 10 nhá. Cân 10, cầm cho anh cái cân 5 ở đây. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con cân của Đức như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Winling này, Made in Germany nhá. Đấy. Về nhà các bác lắp pin vào xem. Lô này thì lại không có pin rồi. Đấy, lô này không có pin rồi. À đây, có sẵn pin đi rồi. Đấy, có sẵn pin đi rồi nhá. Đấy, có sẵn pin rồi. Các bác lắp pin vào xem là ok. Hai quả pin con thỏ nhỏ, bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên. Đấy, thì các bác đặt lên cho em này, mình cân này. Đấy, cân như này nhá. Đấy, cân như này thì nó sẽ là 228g này. Con này cân tối đa là 10 cân nhá. Sau đó thì các bác muốn dùng chức năng trừ bì này. Đây, 228g nhá. Muốn trừ bì thì nhấn nguồn này cho em. Đấy, sau đó thì các bác lại cân như bình thường. Đây. Đấy, các bác đặt con dao này lên này. Đấy, con dao này là 79g này. Nôm na nó là có chức năng trừ bì. Bỏ ra thì nó lại về này. Đấy, về 0 này. Các bác nhấn nút 0 này lên thì nó lại về nhá. Đấy, khi cân thì các bác nhấn nút 0 này nó sẽ trừ bì cho các bác. Đấy, nôm na là có chức năng trừ bì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160.000. Đấy, con này hàng của Đức và cân sẽ là được 10 cân. Thì lên xem là cân 10 nhá. Cân 10. Cân 10, giá sẽ là 160 cành. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5. Con này cũng như cái con cân 10 cái thôi. Nhưng mà nó là hàng của Nhật và nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Đấy, con này thì chỉ cân được 5 cân thôi.
Đấy, con này nó chỉ cân được 5 cân thôi. Và cái giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. Lô này về thì rất vui lại có pin rồi. Đấy, lô này về rất vui lại có pin nhá. Đó. Hàng về theo lô có lô không. Đấy, cũng như vậy thôi. Cũng như cái cân kia thôi, thì thôi đây em cũng tranh thủ em lắp và em cân luôn cho các bác xem. Đấy, giá thì nói chung là rất là tốt cho các bác rồi. 50.000 cho một cái cân 5 như này. Cân được là 5 kg nhá. Lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đó, lô này về thì lại có pin nhá. Hàng nó theo lô có lô không. Đấy, sử dụng thôi. Đấy, rất là tiện ích các bác này. Đấy, nhấn về không cho em, nhấn về không nhá. Đấy, tắt nguồn đi, bật lên này. Đấy, sau đó thì các bác, đấy, sau đó thì bắt đầu cân này. Đây. Đấy, ví dụ em đặt cái cân này lên em cân này. Đấy. Đây của nó sẽ là đây. Đấy, cân xong đó thì các bác trừ bì đi cho em là xong là ok. Đó. Đây, cân của nó sẽ là tính bằng gam như này các bác này. Đấy, tính bằng gam rồi nói chung là đầy đủ chức năng luôn. Mình Việt Nam mình dùng gam thì mình cứ nhấn gam cho em. Đó. Thì lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Cân 5, giá sẽ là 50 cành. 50k cho con cân 5 như này. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng. Đặc biệt là bên shop về cho các bác cái mã bông lúa vàng siêu tuyệt đẹp cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ cân nhắc xem và mua đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship thôi. Nó rất là đơn giản nên không có gì là phức tạp cả. Còn bác nào mà mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Và đơn trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển khoản cọc thì bên em mới đi hàng. Còn nếu mà không cọc thì bên em chỉ gửi dưới 1 triệu thôi. Tức là cũng vẫn bán hàng cho các bác. Các bác cứ nhận rồi lại đặt tiếp. Nó cũng rất là đơn giản các bác nhé. Đấy, thì hôm nay bên shop về rất là nhiều mã mới ngập kho để gửi tới các bác. Thì các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nồi cơm hàng của thương hiệu Sato các bác nhá. Sato, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật liên doanh với Việt Nam và sản xuất ở Việt Nam nhá. Hàng này thì nói chung là hàng liên doanh cho nên nó cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, thương hiệu của nó thì nó sẽ là hàng thương hiệu Sato các bác này. Sato, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn các bác nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây. Để các bác xem này, thương hiệu của nó này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, sản phẩm của công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đó, thương hiệu Sato này. Con này thì dung tích của nó là 1.8 lít nhá và công suất của nó sẽ là 700W. Đấy, đầy đủ các bác nhá, thông số rõ ràng luôn. Và con này ưu điểm của nó là nguyên cái quả nồi này là nặng là 9 lạng nhá. Các bác nghe cái tiếng gang nó kêu đã biết rồi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nhôm pha gang nhá, nhôm pha gang. Bên trong của nó thì nó sẽ là hàng chống dính tráng đá nhá. Và bên ngoài thì có phủ một cái lớp sơn giữ nhiệt nhá, sơn giữ nhiệt. Cho nên là khi các bác dùng con này mà nấu cơm thì cực kỳ đã luôn. Nghe cái tiếng kêu này là các bác đã thấy khoái rồi này. Tiếng như là tiếng chuông các bác nhá. Đấy, các bác nghe thấy chưa? Đấy, rất là đã luôn. Đó, tiếng như tiếng chuông luôn, rất là đã luôn nhá. Đấy, con này thì nặng là 9 lạng nhá. Nguyên cái lòng này của nó là nặng 9 lạng các bác này. Đấy. Nguyên cái lòng này đã là 9 lạng rồi, nguyên cái lòng này là 9 lạng rồi các bác nhá. Dung tích của nó là 1.8 lít, 4-5 người ăn thoải mái luôn. Và nồi thì ưu điểm của nó là gọi là nồi vỏ nhựa nhá. Đấy, thì khi mà vỏ nhựa như này thì nó sẽ chống chịu với thời tiết của Việt Nam mình rất là tốt luôn. Đấy, các bác không sợ bị han gỉ này, không sợ bị han gỉ, không sợ bị co ngót các kiểu con là điểu luôn nhá. Đấy, có tem niêm phong đàng hoàng này. Đấy, hàng này hàng liên doanh công ty điện tử Việt Nhật này. Đấy, nồi cơm này 1.8 lít này, điện 220V này, công suất của nó là 700W nhá. Con này dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Riêng dòng này thì bên shop bảo hành cho các bác trong vòng 1 tháng luôn. Đấy, trong vòng 1 tháng luôn. Có lỗi gì các bác cứ gửi về đây, bên em bảo hành cho các bác luôn, các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy. Và cái dòng mâm này của nó sẽ là mâm dạn các bác này, mâm dạn như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ là uy tín và chất lượng luôn. Đó, mâm dạn như này cho nên là dùng cực kỳ uy tín và chất lượng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho một con nồi cơm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng quay sách như này các bác này. Đấy, đây, quay sách như này. Rất là ngon luôn. Khi các bác dùng cái quay sách như này thì không sợ bị rơi, không sợ bị tụt nhá, không sợ bị tụt. Đấy, nếu mà cái dòng quay mà ăn theo cái lẫy này thì nó hay tụt, nhưng mà cái dòng quay như này thì yên tâm. Đó. Các bác có thể cho sang bên trái bên phải đều được. Đấy, rất là ngon lành luôn và mở ra này. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Và cái phần giữ nước này của nó cũng khá là to nhá. Đây, lẫy của nó này. Đấy. Đây. Và rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy.
cực kỳ là ngon luôn. Và cái phần giữ nước này của nó cũng khá là to này, khá to như này thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị tràn lắm nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 1.200.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sato nhá, nồi cơm Sato này, nồi cơm Sato, nồi cơm Sato nhá, Sato. Giá của nó sẽ là 1.200.000 nhá, 1.200.000 cho một con nồi cơm Sato như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Lên cho em là nồi chiên không dầu. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy, 10 lít cả vỏ các bạn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, một con nồi chiên như này bao nhiêu nhỉ? 590.000 cho một con nồi chiên không dầu này nhá. Hàng về theo lô nhá, nó sẽ có lô là màu trắng, có lô là màu đen. Đấy thì các bác cũng thông cảm thôi, hàng về theo lô. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng Camel của thương hiệu của Nhật nhá, Camel của Nhật. Đây. Đấy, bên trong của nó thì cái phần để sử dụng để chiên này thì nó sẽ được khoảng là 4 đến 5 lít. Đấy. Đây. Đấy, nó vào khoảng là 4 đến 5 lít các bác nhá. Đấy, còn dung tích của nó thì sẽ là 10 lít cả vỏ nhá, 10 lít cả vỏ. Hàng thương hiệu Camel đây. Có các cái chế độ chiên rán xào nấu đầy đủ cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là bật khi các bác đun thì nhớ bật cho em hai cái công tắc này lên nhá. Đấy, và nó đủ nhiệt thì nó sẽ ngắt như này. Nhưng phải bật hai công tắc này nhá. Hai công tắc như này. 590.000 cả vỏ. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là nồi chiên 10 lít. Nồi chiên 10 lít cả vỏ, nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu này, nồi chiên không dầu. Đấy. 10 lít cả vỏ nhá, 10 lít cả vỏ. Giá sẽ là 590k nhá, 590.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ, 590.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây thì ở bên trong này của nó sẽ có cho các bác là một cái con mai so như này, một con mai so này các bác này. Đấy đây, một con mai so đây. Đấy các bác quan sát này, đấy. Nó sẽ có cho các bác là một con mai so như này, kèm thêm cho các bác là cái tỏa nhiệt đây, quạt gió tỏa nhiệt luôn. Và con này thì rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Vỏ của nó là vỏ nhựa dày dẫn chắc chắn đây. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V công suất là 1500W nhá, công suất khá là lớn luôn. Điện 220V công suất 1500W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này nhá. 590.000 10 lít cả vỏ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi kho cá các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em. Cái này phải nồi kho cá không nhỉ? Nồi kho cá hàng của thương hiệu Matika, Matika hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tem mác bảo hành đàng hoàng, hướng dẫn sử dụng đàng hoàng. Đấy, điện 220V 50Hz các bác nhá. Đấy, phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con nồi kho cá cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cái mâm của nó là mâm kính cường lực nhá. À, vung là vung kính cường lực nhá. Đấy. Và cái nồi này của nó thì nó sẽ là dòng nồi sứ nhá, nồi sứ cho nên là giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Và khi các bác kho cá thì rất là ngon. Kho cá thì rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Kho cá thì rất là ngon luôn đây. Đấy, các bác có chế độ là tắt này, chậm này, nhanh này và tự động này. Có 4 số như này. Đấy, hàng của thương hiệu Matika các bác nhá. Đó, đây. Đầy đủ các cái thông số cho các bác luôn. Điện 220V 50Hz và 235W nhá, 235W. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây. Matika các này. Đấy, Matika rất chất lượng cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là cho cá, cho các cái xương đồ hầm vào đây. Đấy, mình sẽ kho xào nấu đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là nồi kho cá nhá. Con này chuyên để kho cá cực kỳ là ngon luôn. Đó, nồi kho cá bao nhiêu nhỉ? Nồi kho cá này. Đấy, lên cho em nồi kho cá 290k và bao ship tận nhà cho bác nhá. 290.000. Trên thị trường nó rất là nhiều loại nồi, có các loại chỉ hơn 100.000 thôi nhưng mà dùng không ra gì đâu. Nó rất là mỏng mảnh và không giữ nhiệt được các bác nhá. Đây, còn hàng của bên em thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Vỏ của nó là vỏ nhôm nhá, vỏ nhôm này. Đấy, đế này, bắt nhiệt cực kỳ là tốt luôn và nấu cực kỳ là ngon nhá, dây dạ chắc chắn nhá. Đó, giá sẽ là 290.000. Lên mã giúp cho em Huấn đó là nồi kho cá nhá. Nồi kho cá nó sẽ là một con nồi bằng sứ như này, nồi bằng sứ như này, kho cá cực kỳ là ngon luôn. Đó, và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác rồi.
290 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo này thì bên shop về cho bác một cái mã nồi, đó là nồi hầm xương nhá. Nồi hầm xương giá thì sẽ là 280.000 cho một cái nồi hầm xương như này. Đấy, nó thuộc dòng nồi áp suất các bạn, nồi áp suất. Con này thì các bác chuyên dùng để mình hầm xương này, rồi nấu cháo này, hoặc là cái này các bác có thể dùng để rán, hoặc là sử dụng để hâm nóng thức ăn cũng được các bác nhá. Đó, nó sẽ có các bác chế độ số 1, số 2 và số 3 này. Đấy, có 3 số như này. Hàng của thương hiệu Kyocy của Nhật nhá. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V các bác này. Đấy. Và 50Hz điện 220V và công suất của nó là 800W nhá, 800W. Con này thì chức năng chính của nó là hầm nhá, hầm, cho nên là cái lẫy của nó sẽ có cái lẫy đẩy vung giữ nhiệt như này, rất là tốt luôn. Đấy, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn và khá là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hầm ninh xương, rồi nói chung là sử dụng đa di năng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi hầm xương nhá. Dung tích của nó thì con này dung tích của nó sẽ là, nó vào khoảng là đây. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít nhá, vào khoảng tầm 3 lít gì đấy các bạn. Đấy, nó tầm 3 lít gì đấy. Nói chung là một con nồi rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 50Hz nhá. Đây. Đấy, hàng của Nhật. Và bên em gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 các bạn. Đó, 280.000 cho một cái nồi hầm xương như này. Lên mã giúp cho em là nồi hầm xương 280.000. Dung tích của nó thì khoảng 3 lít, nồi hầm xương nhá, nồi hầm xương 280.000 cho cái nồi hầm xương như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục, bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho bác cái mẫu giày đầu tiên, nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy, sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh. Đấy, lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là, thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này. Đó. Sục lỗ hoặc là sục đặc nhá, nó có hai loại. Đó, thì giá sẽ là 290.000 nhá. 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá, test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá. Đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá. 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42. 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam. Chất liệu là 100% là da bò nhá, 100% là da bò và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này. Cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi.
Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây, chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 600-700.000. 600-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy. Lên cho em là giày da đi, giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da, giá sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là giày da này. Đấy. Giày da nhá, giá sẽ là 390.000 cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá, và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày da, giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn. Mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen, để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160.000 một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho các bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này, đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối, còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá, made in USA. Và dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá. Da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190.000. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây. Hàng chiếu mây cao cấp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa. Các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy.
hàng thương hiệu Muji đây, chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bạn này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bạn này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bạn này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo điện nhá. Hàng lô này về thì siêu đẹp cho các bác luôn, màu mè đủ các màu cho các bác luôn nhá. Đó, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Một cuộn này thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một cuộn, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Băng dính của Nhật này thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là siêu dai này, siêu dính này. Đấy. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Đó, siêu dai, siêu dính
và rất là mỏng nhá, rất là mỏng, thì khi mà các bác dùng nó mỏng ấy, đây rất là dai các bác này, dai chưa các bác thấy không? Đây, rất dai luôn các bác này, kéo đã tay luôn nhá, rất dai này, rất dính và rất mỏng này, và lõi thì gần như là bằng không luôn, gần như không có lõi luôn các bác nhá. Đấy đây, gần như không có lõi luôn này. Đấy thì khi các bác dùng nó rất là đã. Bên shop bán thì sẽ là 10.000 cho một quận như này. Đấy, 10.000 cho một quận như này. Còn quận nhỏ này thì sẽ là 5.000 nhá. Đấy, 5.000. Quận to thì sẽ là 10.000, quận nhỏ là 5.000. Còn bán cân thì sẽ là 80.000 một kg. Lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này. Băng keo điện giá sẽ là 10k trên một quận này, hoặc là 5k trên một quận nhá. Và 1 kg, 1 kg thì sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1 kg. Và nửa cân 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k. Đó thì các bác muốn lấy nào là lấy quận 5.000 có, quận 10.000 có. Lấy 1 cân là 80.000. 1 cân thì sẽ là quận to quận nhỏ thì từ 7 đến 10 quận. Và có bán lẻ nhá, bán lẻ 10.000 một quận nhá và 5.000 một quận. Đây, quận này sẽ là 5.000 này. Đây 5.000 một quận này các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Yamato này và rất là nhiều thương hiệu khác này. Đấy, made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan luôn các bác nhá. Đó, made in Japan luôn. Đây. Các bác yên tâm sử dụng hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan nhá. Đó. Thì quận này sẽ là 10.000, quận này 5.000, gần như không có lõi luôn. Rất chất lượng các bác nhá. Và cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 5.000 và 10.000 một quận, rất rẻ luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay ho, đó là cái bông lúa thần tài nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy, bông lúa vàng. Thì ở đây nó sẽ là một cái bó, bên em bán theo bó như này. Một bó của nó sẽ là 10 cành, 10 cành các bác nhá. Một bó là 10 cành. Và về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Đây em đang cắm điện đây. Đấy, đây nó sẽ là một bó của nó các bác này. Đấy, một bó của nó đây. Đây em đang cắm điện trực tiếp như này các bác này. Con này dùng thì rất là ngon và tiện ích luôn các bác nhá. Đây, một bó là 10 cành như này. Rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10. 10 cành thì các bác có thể cắm giải ra, hoặc là cắm trực tiếp vào thành một bó như này rất là đẹp này. Đấy. Thì các bác có thể cắm ở ban thần tài này, ban thờ hoặc là trang trí ở đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, màu của nó là màu vàng như này và hình bông lúa rất là đẹp luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá thì sẽ là 140.000 một cành như này, một cành như này, một bó này bao gồm là 10 cành. Lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng. Giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho một bó. Đấy, lên cho em là bông lúa vàng. 140.000 cho một bó bông lúa vàng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một bó này sẽ bao gồm là 10 cành mà tính ra như vậy là 140.000, là tính ra vào có 14.000 cho một cành như này thôi. Con này các bác dùng thì cực kỳ là đẹp luôn. Ngày Tết các bác hoặc là dỗ chạp hoặc là ngày rằm mùng 1 các bác để trên ban thờ mình thắp hương rồi mình bật lên rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Và đây thì nó cắm trực tiếp điện 220 như này. Đấy, có đầu dây như này nhá. Và có một cái cục tụ như này rồi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Đẹp. Đấy, sắc nét và khá là ngon lành cho các bác nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một cái bó lúa vàng như này thôi. Lên cho em là bông lúa vàng hoặc bó lúa vàng, giá sẽ là 140.000. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop cái bó lúa này thì cái chiều dài tổng thể của nó thì 1 này, 2 này, 3 này, nó vào khoảng là 70cm nhá, vào khoảng 70cm các bác. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái vật muỗi các bác nhá. Vật muỗi đây nó sẽ là một cái dòng là vật muỗi thông minh, vật muỗi thông minh. Con này thì nó có chức năng là bắt muỗi tự động, thì các bác bật cho em cái công tắc hồng ngoại này lên. Đó, bật cái đèn hồng ngoại này lên và nó sẽ, cái ánh đèn màu hồng này sẽ thu hút muỗi các bác này. Đấy, nó chập điện rất là mạnh luôn các bác thấy không? Đấy, chập điện rất là mạnh luôn. Thì con này nó đánh muỗi cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, và có chức năng là bắt muỗi nhá. Đấy, thông thường thì bắt muỗi như này. Bắt muỗi thì các bác chỉ cần bật này này. Đấy, các bác thấy không? Con này điện nó khá là mạnh cho nên nó đánh, nghe các bác nghe cái tiếng tách tách của nó rất là đã luôn. Tức là điện của nó rất là mạnh đấy. Và muỗi vào một cái là chết rúm vào luôn. Kể cả người mà các bác đưa vào giật tê người đi luôn các bác nhá. Và có cái đế như này. Ban đêm thì khi mà các bác muốn bật chế độ bắt muỗi tự động thì bật cái này lên. Sau đó thì cắm cái sạc này vào cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá, cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, và các bác để nhá. Còn cái này nó chỉ sử dụng được cái chức năng là bắt muỗi thôi. Còn các bác muốn bắt muỗi tự động thì các bác phải cắm sạc vào. Còn nếu các bác để không như này thì nó chỉ được khoảng một tiếng thôi là nó sẽ hết pin nhá, nó sẽ hết pin. Đấy, tại vì mình để cái đèn hồng ngoại này rất là tốn pin. Và đây thì con này rất chắc chắn luôn, bên trên này đai 4 ốc liền nhá. Đấy. Nó sử dụng pin 18650, các bác về xoáy ốc ra có thể thay pin bình thường. Đó, và con này thì giá sẽ là 100
bao nhiêu nhỉ? Vật. Lên cho em là vật mũi đứng nhá. Đấy, vật mũi đứng này. Vật mũi đứng. Đấy, nó có thể để đứng được cho nên em gọi là vật mũi đứng. 130k nhá. 130.000 cho con vật mũi đứng như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bình thường nếu các bác mua cái vật mũi thường của Việt Nam mình cũng đã phải 90-100.000 rồi. Mà đây một con vật xịn sò như này, cực kỳ chắc chắn luôn, cầm đầm tay. Giá chỉ có 130 cành thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, sản phẩm đầy đủ cho các bác luôn. Lên theo là vật mũi đứng, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bình nhiệt như này. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Dung tích 1,5 lít. Đó, dung tích 1,5 lít. Bình nhiệt quân đội Mỹ 1 lít rưỡi nhá, mà giá là 170.000. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình như này, inox 304 nhá. Đây, su 304 này các bác này. Đấy, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đế thì có lót cao su chống trơn trượt nhá. Đấy, và có lưới lọc này, có lưới lọc này. Đấy, có nắp giữ nhiệt này, một nắp giữ nhiệt này và một nắp làm cốc luôn, một nắp làm cốc như này nhá. Đấy, thấy vào cho em này. Rất là ngon lành luôn. Nắp này thì rất là dày. Nắp này siêu dày luôn. Các bác có thể vừa làm cốc uống nước này vừa làm nắp luôn, rất là tiện ích. Thì bên shop về nó sẽ có 3 màu. Màu đỏ này, màu inox này và màu xanh đậm nhá. Màu xanh đậm. Đó, màu xanh đậm như này. Các bác nghe cái tiếng kêu là các bác đã biết rồi. Bên trong của nó inox 304, bên ngoài sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện giữ nhiệt nhá, sơn tĩnh điện giữ nhiệt, giữ nóng giữ lạnh cho em luôn. Đây, mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh 36 giờ này. Đấy, giữ nóng 24 giờ cho các bác luôn, rất khủng khiếp luôn nhá. Hàng này thì nó chuyên sản xuất cho quân đội của Mỹ nhá. Đấy, dung tích là 1,5 lít. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này, bình quân đội Mỹ. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là quân đội Mỹ này. Giá của nó sẽ là 170k cho các màu, 3 màu này, màu đỏ, màu inox và màu xanh đậm là 170.000. Còn màu xanh quân đội nhá. Bên em có cả màu xanh quân đội luôn. Màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190k nhá, 190.000 cho cái màu xanh quân đội. Đó thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, màu xanh quân đội thì nó sẽ là một cái màu xanh rất là đẹp như này. Và con màu xanh quân đội này thì không có nhiều hàng đâu. Đấy, hàng nó về theo lô thì con màu quân đội này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Và nó theo lô, một lô của nó cũng chỉ có tầm khoảng là chục cái thôi. Đấy, chục cái thôi. Đấy. Đấy, và giá thì sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này các bác nhá. 190.000. Đó. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện được sản xuất và phân phối bởi Thái Lan nhá, bởi Thái Lan. Đó. Đây nó sẽ là một cái dòng kẹo mà thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Hàng nguyên tem mác nội địa của Thái Lan nhé, toàn bộ chữ Thái hết này, mã tem mã code đàng hoàng. Đấy, các bác mua nước uống bò húc của Thái Lan ấy là phải đúng cái mã 885 như này mới là hàng của Thái Lan nhá, còn lại là đều là hàng nhái hết này. Mã code của nó phải là 885 như này. Đấy, mua bò húc dọi đúng cho em cái mã code 885 này nhá. Đó, Thái Lan. Đây, nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này. Dòng này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là một cái dòng đặc biệt. Khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ là cái tính năng giữ chuột của nó rất là tốt luôn. Khi mà chuột nó ăn một con ăn là nó sẽ kéo theo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng nhá. Các loại chuột đều chết hết luôn. Đó. Giá thì sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp như này các nhá. 30.000 cho một hộp kẹo chuột này thôi. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Số 1 của Thái Lan luôn. Dòng này nó sẽ là một cái dòng đạt thương hiệu của Thái Lan luôn nhá. Đấy, bán toàn cầu luôn này. Và giá sẽ là 30.000 trong hộp này thôi, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt sơn, cái này gọi là xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm. Trước khi xịt thì các bác lưu ý lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em. Đó. Con này, dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng xịt nano nhá, phủ nano. Đấy, trước khi xịt lắc đều lên cho em, khi xịt vào các bác này. Đấy, đây, xịt vào này thì cái sơn nó sẽ lấp đều vào các vị trí mà nó bị thấm rột nhá. Đấy, đây, cái sơn nó ra như này các bạn này. Đấy, con lắc đều lên cho em. Đó. Và nó sẽ đều lên các cái vị trí bị thấm rột nhá, là nó sẽ phủ kín luôn. Đó, phủ kín luôn các bác nhá. Và rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k.
Đây các bác này, khi xịt vào thì nó sẽ thấm đều vào các cái phần vết nứt như này các bác này. Đấy, đây là em đang xịt đây và có các cái vết nứt đây. Nó sẽ thấm đều vào như này và nó sẽ khô đi. Nó sẽ khô dần đi nhá, khô dần đi và nó sẽ phủ che hết cho các bác những cái vết nứt này. Thì các cái vị trí mà bị nứt, bị thấm rột là nó sẽ che hết cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 50k nhá, lên cho em là sơn à, đình xịt chống thấm nhá. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000. Xịt chống thấm này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Đó, phủ hết luôn các bác xem nhá, thực tế luôn chứ không phải là hoa văn cầu kỳ gì nhá, em xịt trực tiếp lên sản phẩm này. Đấy, và lưu ý các bác là khi xịt nhá, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em như này nhá. Ngoài ra thì khi xịt nhá mà nó không ra thì các bác đảo đi như này cho em này, đảo này cho em để cho nó cái miệng này nó đẩy ra, tại vì là cái bên trên này nó hay bị khô và nó tắc. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sơn xịt inox nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một cái dòng sơn như này. Đấy, sơn như này. Và khi mà các bác xịt lên thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt như này các bác này. Đây. Đấy, phủ lên các bề mặt như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó là chất liệu của nó là bằng sơn inox nhá. Đấy, sơn inox thì nó sẽ phủ bóng lên các bề mặt này các bác. Đấy, phủ bóng các bề mặt như này thì nó sẽ giúp cho các cái bề mặt của nó khỏi bị rỉ sét. Đấy, phủ trên bề mặt như này, khỏi bị rỉ sét rất là tốt luôn, chống rỉ sét, chống ăn mòn. Đấy, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là sơn inox nhá. Đấy, sơn inox, một cái lọ sơn inox này giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là sơn inox này, đó. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái lọ sơn inox như này các bác này. Đấy, 80.000 cho một cái lọ sơn inox như này. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng. Đặc biệt là bên shop về cho các bác cái mã bông lúa vàng siêu tuyệt đẹp cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ cân nhắc xem và mua đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship thôi. Nó rất là đơn giản nên không có gì là phức tạp cả. Còn bác nào mà mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Và đơn trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển khoản cọc thì bên em mới đi hàng. Còn nếu mà không cọc thì bên em chỉ gửi dưới 1 triệu thôi, tức là cũng vẫn bán hàng cho các bác. Các bác cứ nhận rồi lại đặt tiếp. Nó cũng rất là đơn giản các bác nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop về rất là nhiều mã mới ngập kho để gửi tới các bác, thì các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nồi cơm hàng của thương hiệu Sato nhá. Sato, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật liên doanh với Việt Nam và sản xuất ở Việt Nam nhá. Hàng này thì nói chung là hàng liên doanh nên nó cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, thương hiệu của nó thì nó sẽ là hàng thương hiệu Sato các này. Sato, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn các nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây, đấy, các bác xem này, thương hiệu của nó này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đó, sản phẩm của công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đó, thương hiệu Sato này. Con này thì dung tích của nó là 1.8L nhá, và công suất của nó sẽ là 700W. Đấy, đầy đủ các bác nhé, thông số rõ ràng luôn. Và con này ưu điểm của nó là nguyên cái quả nồi này là nặng là 9 lạng nhá. Các bác nghe tiếng gang nó kêu đã biết rồi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nhôm pha gang nhá, nhôm pha gang. Bên trong của nó thì nó sẽ là hàng chống dính tráng đá nhá. Và bên ngoài thì có phủ một cái lớp sơn giữ nhiệt nhá, sơn giữ nhiệt. Cho nên là khi các bác dùng con này mà nấu cơm thì cực kỳ đã luôn. Nghe cái tiếng kêu này là các bác đã thấy khoái rồi này. Tiếng như là tiếng chuông các bác nhá. Đấy, các bác nghe thấy chưa? Đấy, rất là đã luôn. Đó, tiếng như tiếng chuông luôn, rất là đã luôn nhá. Đấy, con này thì nặng là 9 lạng nhá. Nguyên cái lòng này của nó là nặng 9 lạng các bác này. Đấy. Nguyên cái lòng này đã là 9 lạng rồi. Nguyên cái lòng này là 9 lạng rồi các bác nhá. Dung tích của nó là 1,8 lít, 4 5 người ăn thoải mái luôn. Và nồi thì ưu điểm của nó là gọi là nồi vỏ nhựa nhá. Đấy, thì khi mà vỏ nhựa như này thì nó sẽ chống chịu với thời tiết của Việt Nam mình rất là tốt luôn. Đấy, các bác không sợ bị han gỉ này, không sợ bị han gỉ, không sợ bị co ngót các kiểu con là điểu luôn nhá. Đấy, có tem niêm phong đàng hoàng này. Đấy. Hàng này hàng liên doanh công ty điện tử Việt Nhật này. Đấy, nồi cơm này 1.8L này, điện 220V này, công suất của nó là 700W nhá. Con này dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn.
Riêng dòng này thì bên shop bảo hành cho các bác trong vòng 1 tháng luôn. Đấy, trong vòng 1 tháng luôn. Có lỗi gì các bác cứ gửi về đây, bên em bảo hành cho các bác luôn. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy. Và cái dòng mâm này của nó sẽ là mâm dạn các bác này, mâm dạn như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ là uy tín và chất lượng luôn. Đó, mâm dạn như này cho nên là dùng cực kỳ uy tín và chất lượng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho một con nồi cơm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng quay sách như này các bác này. Đấy, đây, quay sách như này. Rất là ngon luôn. Khi các bác dùng cái quay sách như này thì không sợ bị rơi, không sợ bị tụt nhá, không sợ bị tụt. Đấy, nếu mà cái dòng quay mà ăn theo cái lẫy này thì nó hay tụt, nhưng mà cái dòng quay như này thì yên tâm. Đó. Các bác có thể cho sang bên trái, bên phải đều được. Đấy, rất là ngon lành luôn, và mở ra này. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Và cái phần giữ nước này của nó cũng khá là to nhá. Đây, lẫy của nó này. Đấy. Đây. Và rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy. Cực kỳ là ngon luôn. Và cái phần giữ nước này của nó cũng khá là to này. Khá to như này thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị tràn các bác. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 1.200.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sato nhá. Nồi cơm Sato này. Nồi cơm Sato. Nồi cơm Sato nhá. Sato. Giá của nó sẽ là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho một con nồi cơm Sato như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Lên cho em là nồi chiên không dầu. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy, 10 lít cả vỏ các bạn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, một con nồi chiên như này bao nhiêu nhỉ? 590.000 cho một con nồi chiên không dầu này nhá. Hàng về theo lô nhá. Nó sẽ có lô là màu trắng, có lô là màu đen. Đấy thì các bác cũng thông cảm thôi. Hàng về theo lô. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng Camel của thương hiệu của Nhật nhá. Camel của Nhật đây. Đấy, bên trong của nó thì cái phần để sử dụng để chiên này thì nó sẽ được khoảng là 4-5 lít. Đấy, nó vào khoảng là 4-5 lít các bác nhá. Đấy, còn dung tích của nó thì sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Hàng của thương hiệu Camel đây. Có các cái chế độ chiên, rán, xào, nấu đầy đủ cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là bật, khi các bác đun thì nhớ bật cho em hai cái công tắc này lên nhá. Đấy, và nó đủ nhiệt thì nó sẽ ngắt như này. Nhưng phải bật hai công tắc này nhá. Hai công tắc như này. 590.000 cả vỏ. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là nồi chiên 10 lít. Nồi chiên 10 lít cả vỏ, nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu, nồi chiên không dầu. Đấy. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ. Giá sẽ là 590.000 nhá. 590.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ 590.000. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây thì ở bên trong này của nó sẽ có cho các bác là một cái con mai so như này. Một con mai so này các bác này. Đấy đây, một con mai so đây. Đấy các bác quan sát này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một con mai so như này. Kèm thêm cho các bác là cái tỏa nhiệt đây. Quạt gió tỏa nhiệt luôn. Và con này thì rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Vỏ của nó là vỏ nhựa dày dẫn chắc chắn đây. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V công suất là 1500W nhá. Công suất khá là lớn luôn. Điện 220V công suất 1500W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này nhá. 590.000 10 lít cả vỏ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái nồi kho cá các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em. Cái này phải nồi kho cá không nhỉ? Nồi kho cá hàng của thương hiệu Matika. Matika hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tem mác bảo hành đàng hoàng, hướng dẫn sử dụng đàng hoàng. Đấy, điện 220V 50Hz các bác nhá. Đấy, phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con nồi kho cá cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cái mâm của nó là mâm kính cường lực nhá. À, vung là vung kính cường lực nhá. Đấy. Và cái nồi này của nó thì nó sẽ là dòng nồi sứ nhá, nồi sứ cho nên là giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Và khi các bác kho cá thì rất là ngon. Kho cá thì rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Kho cá thì rất là ngon luôn đây. Đấy, các bác có chế độ là tắt này, chậm này, nhanh này và tự động này. Có 4 số như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Matika các bác nhá. Đó, đây. Đầy đủ các cái thông số cho các bác luôn. Điện 220V 50Hz và 235W nhá, 235W. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây. Matika các này. Đấy, Matika, rất chất lượng cho các bác luôn.
các bác chỉ cần là cho cá, cho các cái xương đồ hầm vào đây. Đấy, mình sẽ kho xào nấu đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là nồi kho cá nhá. Con này chuyên để kho cá cực kỳ là ngon luôn. Đó, nồi kho cá bao nhiêu nhỉ? Nồi kho cá này, đấy, lên cho em nồi kho cá 290k và bao sim tận nhà cho bác nhá, 290.000. Trên thị trường nó rất là nhiều loại nồi, có các loại chỉ hơn 100.000 thôi nhưng mà dùng không ra gì đâu. Nó rất là mỏng mảnh và không giữ nhiệt được các bác nhá. Đây còn hàng của bên em thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Vỏ của nó là vỏ nhôm nhá, vỏ nhôm này. Đấy, đế này, bắt nhiệt cực kỳ là tốt luôn và nấu cực kỳ là ngon nhá, dây dạ chắc chắn nhá. Đó, giá sẽ là 290.000. Lên mã giúp cho em Huấn đó là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Nó sẽ là một con nồi bằng sứ như này, nồi bằng sứ như này. Kho cá cực kỳ là ngon luôn. Đó. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác rồi. 290 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo này thì bên shop về cho bác một cái mã nồi đó là nồi hầm xương nhá. Nồi hầm xương. Giá thì sẽ là 280.000 cho một cái nồi hầm xương như này. Đấy, nó thuộc dòng nồi áp suất các bạn, nồi áp suất. Con này thì các bác chuyên dùng để mình hầm xương này rồi nấu cháo này, hoặc là cái này các bác có thể dùng để rán hoặc là sử dụng để hâm nóng thức ăn cũng được các bác nhá. Đó, nó sẽ có các bác chế độ số 1, số 2 và số 3 này. Đấy, có 3 số như này. Hàng của thương hiệu Kaiyoshi của Nhật nhá. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V các bác này. Đấy. Và 50Hz điện 220V và công suất của nó là 800W nhá, 800W. Con này thì chức năng chính của nó là hầm nhá, hầm cho nên là cái lẫy của nó sẽ có cái lẫy đẩy vung giữ nhiệt như này, rất là tốt luôn. Đấy, rất là đẹp. Dày dẫn chắc chắn và khá là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hầm ninh xương rồi, nói chung là sử dụng đa di năng hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi hầm xương nhá. Dung tích của nó thì con này dung tích của nó sẽ là nó vào khoảng là đây. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít nhá, vào khoảng tầm 3 lít gì đấy các bạn. Đấy. Tầm 3 lít gì đấy. Nói chung là một con nồi rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 50Hz nhá. Đây. Đấy, hàng của Nhật. Và bên em gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 các bạn. Đó, 280.000 cho một cái nồi hầm xương như này. Lên mã giúp cho em là nồi hầm xương 280.000. Dung tích của nó thì khoảng 3 lít, nồi hầm xương nhá, nồi hầm xương 280.000 cho cái nồi hầm xương như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200 bên em sẽ bao ship nhé. Dưới 200 thì các bác cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Hoặc các bác cứ xem đủ 200 là mình sẽ mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy. Bình thường của nó thì nó sẽ đóng gói là từ 80 đến 100 chiếc. Đó thì dòng này của nó sẽ là dòng găng tay chuyên về để sử dụng thức ăn nên các bác yên tâm sử dụng. Tức là có cái độ an toàn của thực phẩm nhưng các bác dùng nó rất là yên tâm. Và thứ hai là nó là một cái dòng găng tay dai cho nên mình dùng nó rất là thích, không lo bị rách. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn. Giá thì bỏ trong cái biển. Giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Đây. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều vừa hết. Phương, tươi, bỏ cái biển. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ rất là dai các bạn, cho nên là khi các bác đeo vào nó rất là thích thì các bác có thể đeo vào để mình chế biến thực phẩm này, thức ăn này, rồi làm nem, làm nộm này, hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp khi mà mình gọi là chuyên sử dụng để mình vệ sinh được, hoặc là bác làm nghề làm tóc, làm hóa chất cũng rất là ok. Nó rất là dai các bác này, rất là dai luôn các bác thấy không? Đấy, đây em xoắn qua này. Đấy, nó rất là dai luôn nên các bác dùng rất là đã. Đó, đây tháo ra tháo vào rất là dễ dàng, ngon lành, các bác có thể tái sử dụng được. Giá này 25k cho bịch từ 80 đến 100 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia hộp kim chỉ nhá. Đấy thì một cái hộp như này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Thì hàng rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, nó sẽ là cả kim, cả chỉ, cả đê này, rồi cúc này, rồi kéo kiếc đầy đủ cho bác luôn. Và combo cho các bác bao gồm là 10 quận chỉ với đủ màu sắc khác nhau nhá. Bây giờ các bác mà đi mua được một combo cái bộ chỉ như này cũng rất là khó luôn. Mà đây nó đủ màu cho các bác luôn nhá. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Đấy, có 10 quận chỉ này. Đấy, và một cái bộ sản phẩm bao gồm là đê này, kim này, kéo này, kim băng này, rồi là cái để các bác xỏ kim này, đầy đủ cho bác luôn nhá. Đê để đeo tay này. Đấy, rất đầy đủ luôn. Chọn bộ sản phẩm như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp em nó là hộp kim chỉ nhá. Kim chỉ này. Kim chỉ giá sẽ là 25k. 25k cho hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Dây phơi. Cái này thì bên shop đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá. Cái này đang bán 30 à? Đang bán 30.000, đợt này về cho bác giá là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì là bằng cước đan rất là chắc chắn luôn, các bác có thể đánh đu lên trên cũng được, nó rất là tiện ích. Dài là 5m. Các bác có thể trang ra ngoài vườn này, trang ngoài sân này, hoặc là trong các cái chung cư cũng rất là ok. Và giá thì chỉ có 15.000 cho một quận như này thôi. 15k cho một quận dây phơi như này. Đấy, 15.000 cho một quận dây phơi này, giá rất là hợp lý cho bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dây phơi nhá, dây phơi này. Dây phơi, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một quận dây phơi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái đèn cam mô hình nhá. Cái này nó là một cái cam và nó là một cái đèn và giả cam nhá, một cái đèn led như này và giả cam này, bật lên thì rất là sáng luôn các nhá. Con này thì hết pin rồi, về nhà con nào hết pin thì các bác sạc pin giúp vào cho em đó. Nó sẽ nhiều khi là các bác cứ để ra nắng là nó sẽ có pin thôi. Dòng này nó là năng lượng mặt trời và các bác không cần phải mất tiền điện, cũng không phải mất công để mình đấu dây dạ lằng ngoằng. Các bác chỉ cần là để ra ngoài ánh sáng là nó sẽ sáng luôn, nó rất là tiện ích luôn. Đây đấy, nó sẽ có cái tấm pin năng lượng mặt trời như này, có tấm pin năng lượng mặt trời này các bác này. Đấy, dòng này thì đấy nó rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, tức là ban đêm là nó sẽ lên nhá, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, và có pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây các bác này, đây các bác theo. Đấy, đây che đi là nó sẽ lên này. Đấy, che tối đi là nó sẽ lên đó các bác theo không. Đây, tức là nó là cảm biến rồi, ban đêm là tối là nó sẽ lên. Đấy, tối là nó sẽ lên các bác này. Đó, rất sáng luôn các bác nhá. Các bác theo không. Đây, em che cái tấm pin đi này. Đây, cái tấm pin này là nó ánh sáng ban ngày nó hấp thụ nhá và nó sẽ tắt nhá, ban đêm nó sẽ tự lên các bác này. Đấy, trời tối nó sẽ tự lên, rất là sáng luôn các bác thấy không, sáng chói chang luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một con đèn năng lượng mặt trời như này và có cảm biến luôn nhá, có cảm biến luôn, có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ lại tắt, nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình này, cam mô hình, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100k cho một con cam mô hình này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy cạo râu, hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con Zandu này bao nhiêu nhỉ? 90.000 các bác nhá. Đấy, thì các bác về các bác cắm sạc vào đây cho em này, cắm sạc vào đây cho em. Đó, cắm sạc trực tiếp điện 220V đây. Sạc trực tiếp điện 220V, công suất của nó là 3W nhá, 3W. Đó, cái này khi các bác cạo thì nó sẽ có hai phần chính này. Đây là cái phần tăng đơ này, các bác có thể đẩy tăng đơ này lên để mình cạo râu dài này. Đấy, tăng đơ này để mình cạo râu dài này. Tiếp theo thì mình có thể đẩy xuống để mình cạo râu thì các bác nhấp đây thì em nhá. Đây cái phần râu này. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt các bác nhá. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu đứt sạt sạt quá này. Con này thì cạo rất là ngon luôn. Và lưu ý các bác khi các bác cạo thì các bác nhấp nhả thì em nhá. Nhấp nhả thì em. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đó. Các bác cạo thì các bác cứ nhấp nhả cho em chứ đừng thả ra nhá, đừng thả ra không nhá. Đấy, lưu ý là nhấp nhả cho em, nhấp nhả nhẹ nhàng là được nhá. Đây các bác này, đấy râu nó đứt ra các bác này, đấy râu em vừa cạo đây, đấy râu vừa cạo xong nó đứt ra rất là nhiều luôn. Thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi luôn nhá. Đây cái phần này là cái lưỡi này, đấy và cái này cái màu vàng này là màng này, đấy combo một màng một lưỡi như này. Đây cái lưỡi này có thể tháo rời ra các bác, về các bác lắp vào này, đấy tháo ra này. Đây cái này là lưỡi này, cái lưỡi này là bên em bán theo combo cả màng cả lưỡi nữa. Và đây là cái màu vàng này là cái màng này. Đấy thì combo cả màng cả lưỡi. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ màng lưỡi như này nhá. Đấy còn các bác mua cái tăng đơ này thì cái máy cạo râu này thì giá của nó sẽ là 90k. Đấy lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đấy máy cạo râu Zandu. Giá sẽ là 90k cho một con cạo râu như này. Đấy. Còn nếu các bác mua cả màng kèm lưỡi thì màng cộng lưỡi giá của nó sẽ là 30.000, màng cộng với lưỡi giá của nó sẽ là 30k nhé, 30k cho màng cộng lưỡi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này thì là một cái bếp ga mini. Cái này bên em đã giới thiệu rất là nhiều rồi và rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng bếp như này, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy, mở cái lẫy này ra.
Đó. Thì cái phần này nó sẽ là bốn chân rất là chắc chắn này. Và đây là cái phần để các bác đặt xoong nồi lên này. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đánh lửa tự động nha. Đây, để các bác xem lửa nó ra này, đánh lửa tự động luôn. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn, mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bếp ga mini này thôi. Con này thì các bác có thể dùng để mình đi câu, đi phượt, đi làm hoặc là đi rừng, đi đâu cũng được. Đấy, hoặc là đi du lịch, đi picnic các bác mang đi cho em, sau đó thì mang thêm một cái nồi và mang thêm cho em mấy cái bình ga mini luôn, là anh em có thể ngồi liên hoan nhậu nhẹt được rồi, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì em đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini này. Giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con bếp ga mini này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là con to nhất là 18 này, nhỏ nhất là 10 này. Đấy, to nhất là 18, nhỏ nhất là 10. Đấy, nắp của nó là nắp mềm như này. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 khay. Em gọi nó là siêu mỏng thôi nhưng nó cũng tương đối là vừa vặn ấy, không quá dày, không quá mỏng đâu. Đấy, rất vừa xinh. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, một cái bộ 5 khay thức ăn như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay luôn. 5 khay to nhỏ lớn bé mẹ con đều đầy đủ cả các bác nhá. Đấy, độ dày thì vừa phải. Đó, lên cho em là bộ 5 khay inox nhá. À, bộ 5 khay inox siêu mỏng này, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng bao nhiêu nhỉ? 5 khay inox siêu mỏng nhá, giá thì chỉ có 60k thôi. Tính ra vào mua chỉ có 12.000 cho cái khay này như thế thôi. 12.000 cho cái khay có nắp như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được những cái khay đẹp như này mà cái giá lại hợp lý nhá. Đó, bộ 5 khay inox siêu mỏng cho em. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, lẩu lá các thứ đều được hết nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con máy các bác lên đã giúp cho em, đó là máy đo huyết áp nhá. Con này thì các bác có tí tuổi rồi thì nên mua để mình sử dụng nhá. Con này thì chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo tổng thể các bác nhá. Về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em này. Đấy, nó sẽ sử dụng 1 2 3 4 quả pin con thỏ loại nhỏ. Bên em bán thì không kèm pin, 260.000 cho một con máy như này, không kèm pin nhá. Đấy, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều được hết này. Đấy, đây. Ở đây thì nó có các cái thông số đo đạc cho các bác này, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo lưu lượng máu này. Đấy, về nhà các bác sử dụng thôi. Con này nếu mà các bác ra cửa hàng mà mua nhá, ra những cái cửa hàng mà nó bán đồ thiết bị y tế nhá, đúng con máy như này luôn, nó bán cho các bác khoảng 600.000. Đấy, từ 5 đến 600.000. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 260 cành và bao ship tại nhà luôn. Trừ đi 30.000 ship còn có 230.000 nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nhá. Nó bán cho các bác với giá là từ 400 đến 600.000 một con này luôn. Đó, máy đo huyết áp, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đo huyết áp, đo nhịp tim. Rồi ok. Chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại quay trở lại và giới thiệu các bác các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao đen có nhá. Bộ dao đen thì bộ này nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này có nhá. Đấy, 5 món như này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một con liếc này. Đấy, một con liếc rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Đấy, một con liếc này. Tiếp theo là một con kéo này, rất là dày dẫn chắc chắn, và con này sẽ là siêu bén luôn. Siêu bén và hàng đa di năng nhá. Thứ nhất là có cái phần để các bác mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, khui bia này, và có cái phần khuyết để các bác dùng để cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này. Rồi có cái phần này để các bác đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm cá này, khui bia này. Đấy, rất đa năng luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác là thêm là 3 con dao nhá. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái này, cán của nó thì bằng nhựa thôi, nhưng mà nó khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Cán bằng nhựa nhưng khá dày dẫn chắc chắn nhá, và dòng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Dao rất là bén luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, dao siêu bén luôn các bác, thấy không? Đấy. Dao rất là bén luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là có một con dao dao thái này, con này vừa thái vừa lọc luôn, mũi nhọn nhá. Đấy, mũi nhọn nhá, vừa thái vừa lọc luôn. Tiếp theo thì đến hai con dao bản to. Đấy, một con bản to này. Đấy, con này thì các bác dùng để chuyên thái này. Đấy, chuyên thái này. Hàng siêu bén luôn các nhá. Rất bén luôn. Đó, rất bén luôn. Đấy, tiếp theo thì một con này nặng hơn chút, con này thì nó sẽ vào khoảng là 3 lạng nhá, vào khoảng 3 lạng. Con này thì các bác có thể dùng băm và chặt nhẹ được nhá. Em nói là chặt nhẹ thôi. Đấy, thì những con gà nhỏ nhỏ các bác vẫn có thể chặt được các bạn. Đấy, còn là chặt xương trâu xương bò thì không chặt được đâu. Đấy, chặt gà nhẹ nhẹ thì được. Đó. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là
ba con dao. Đấy, ba con dao như này. Ba dao, một kéo, một liếc. Đấy, bộ sản phẩm combo như này, lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ dao đen như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là bộ này là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, 130.000 cho một bộ dao đen như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen, giá sẽ là 130k. Đó, bộ dao đen nhá. Bộ dao đen giá sẽ là 130k. Đó. Đấy, 130.000 nhá. Hàng nó hơi nhiều mã, nhiều lúc em không nhớ được hết giá, các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũi khoan đỏ nhá. Có lên cho em là mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là sẽ bao gồm cho các bác combo, nó sẽ có là 2-3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá, vừa khoan vừa tazogen được luôn. Đó đây. Đấy, combo cho bác như này. Đấy, chất liệu của nó thép, nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây, 1-2-3 mũi khoan tháp này. Đấy, và có sẽ có cho các bác là 3 mũi vừa khoan và vừa là tazogen luôn, vừa khoan vừa tazogen luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 130.000. Thép của nó thì sẽ là thép gió phủ titan và nó sẽ có cho các bác là 3 mũi khoan tháp này. Đấy, mũi nhỏ nhất là 4-16 này, mũi nhỡ là 4-20 và mũi to là 4-32 nhá. Đầy đủ các size số cơ bản cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương rồi. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một cái bộ mũi khoan tháp như này. Đấy, lên cho em là hộp hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ nhá, nó màu đỏ, lên đúng tên chưa? Giá thì chỉ có cho các bác là 110k thôi. 110k cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ép tỏi hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Ép tỏi hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, đây nó sẽ là một con ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là cái phần lỗ của nó là nó có cái phần chấm này, nó đẩy ra hết luôn. Cho nên khi các bác ép là gần như là nó sẽ sạch, nó nhồi ra hết luôn, nó không bị đọng lại. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Lên mã giúp cho này ép tỏi nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Inox 304 dày dẫn sáng bóng đẹp. Và giá thì chỉ có 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Con này thì hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ép rất là ngon luôn, to nhá. Cho củ tỏi cành của gừng vào đây ép phát một là xong. Sau đó đổ ra mình chỉ cần xả nước đi là sạch luôn nhá. Lên cho ép tỏi giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đó thì nó sẽ là hàng thương hiệu JBL nhá. JBL. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn các bác. Đấy, đây nó sẽ là một con mic dây hàng thương hiệu JBL như này các bác này. Đó, mic dây hàng thương hiệu JBL nhá. Đó, một con mic như này. Hàng của thương hiệu JBL made in USA. Đấy, JBL made in USA nhá. Mã sản phẩm là 99S nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Bao gồm cho các bác là combo một mic một dây như này nhá. Đấy. Combo một mic một dây như này, dây của nó cũng là dây của Mỹ luôn. Dây của Mỹ luôn các bác này. Đấy. Dây của Mỹ luôn đây, made in USA này, dây của Mỹ luôn. Đây, đầu kết nối thì bằng đồng nhá, kết nối âm thanh bằng đồng, rất chuẩn chỉ luôn. Đấy, các bác chỉ cần cắm này cho em là xong. Đó, thì lên cho em là mic dây Mỹ nhá, mic dây Mỹ này. Đấy, tại vì bên shop có cả mic dây của Nhật nữa. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con mic dây như này rất là ngon này. Đấy. Thân mic đều là bằng hợp kim hết nhá, thân mic bằng hợp kim hết. Rất ngon lành, sáng bóng đẹp luôn, made in USA nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000 cho một con mic dây như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Dây dài từ 4 đến 5 mét và dây của nó sẽ là dây siêu mềm như này nhá. Đấy, dây siêu mềm cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên cho em là mic dây Mỹ nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là 280.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là mic Mỹ nhá. Mic Mỹ, giá của nó sẽ là 280k cho một con mic dây Mỹ như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mic Nhật nhá, mic Nhật, mic dây Nhật. Giá thì sẽ là 230.000. 230.000 cho cái mic Nhật đây. Sản phẩm thì cũng là combo cho các bác. Cái này thì nó sẽ là không có hộp, hàng bãi thanh lý siêu thị nhá. Đó, hàng của thương hiệu Tomahawa này, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một mic một dây, cũng một mic một dây. Dây thì này, dòng này của nó cũng là dây siêu mềm và dây của Nhật nhá, dây của Nhật này. Đấy, dây của Nhật đây.
cũng made in Japan các bạn này, made in Japan, dây của Nhật đây. Thì combo cho bác một cái bộ sản phẩm như này, giá thì sẽ là 230.000 cho một cái mic dây Nhật như này nhá, Tomahawa made in Japan này. Con này thì dùng cũng cực kỳ là ngon luôn. Thân mic của nó cũng đều là bằng hợp kim hết nhá, nhỏ gọn, đẹp, sáng bóng và chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Dùng rất là ngon, công tắc của nó tanh tách luôn các bác nhá, rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Các bác có thể cắm lên alo và hát thử rất là ok luôn nhá. Đấy, combo cho bác một mic một dây như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá, mic dây Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 cho một cái bộ mic dây Nhật như này. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể mua để sử dụng Tết đến nơi là các bác karaoke nhiều ngao cho nó đỡ buồn. Đấy, mic dây Nhật 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba thước nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Chế biến thực phẩm, thức đồ ăn, thức uống này, hoặc là mua về để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình và trang hoàng cho cái gian bếp nhà mình nó làm sao mà nó đẹp sáng bóng nhá. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba chiếc thớt đẹp như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn nhá, nhựa kháng khuẩn. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn cực kỳ tuyệt đối an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 cho ba chiếc thớt như này thôi. 60.000 cho ba cái thớt như này. Đấy, cái to nhất của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 35cm nhá, 35cm. Đấy, thì combo cho các bác bao gồm là ba chiếc như này. Đấy, con to nhất của nó là sẽ là 35, 25, 30, 20 và 20 x 15 nhá. Đấy, lên xem là bộ ba thớt nhá, bộ ba thớt này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nhá, 60.000 cho ba chiếc thớt như này, giá rất hợp lý cho bác luôn. Thớt nhựa kháng khuẩn các bác nhá, chống nấm mốc rất là sạch sẽ luôn, dùng thì cực kỳ là an toàn. Giá 60.000. Bộ khoan đa năng nhá, khoan đa năng thì sản phẩm sẽ 160 à? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khoan đa năng như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy khoan này, một thân máy khoan nhá. Đấy, một thân máy khoan như này. Đấy, con này thì có đảo chiều này. Đấy, có đảo chiều. Và ưu điểm của con này thì nó có thể xoay từ hình súng sang cái hình thẳng này được này, rất là tiện luôn. Đấy, đầy đủ combo cho bác các loại mũi vít như này nhá. Mũi vít như này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình tháo ốc này. Đấy, tháo ốc này. Đấy, xoáy ra này. Xoáy ra này các bác. Đấy. Đấy, đảo chiều lại xoáy vào này, xoáy vào, rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 180.000 thôi. Đấy, có đảo chiều này các bác nhá. Đấy, hình khẩu súng như này. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít này, đầu các cái đầu vít, đầu ba khe lục giác này, rồi là các cái đầu vít như này, và có cả đầu khẩu luôn, và có cả tay ngoắt nghéo như này. Đấy, chọn bộ sản phẩm cho các bác luôn, bao gồm cho các bác tất cả các sản phẩm như này. Đấy, đầy đủ trong cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò luôn. Giá thì chỉ 180.000 thôi, và có hai cái mũi khoan nữa, hai mũi khoan nữa nhá. Đó, tay nối dài các kiểu con này đều luôn. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Giá là 180k nhá, 180.000 cho con khoan mini này. Rồi ok. Đấy. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này. Đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc cùng nhận hàng. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá, và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bạn, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó, thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn, và nó rất là an toàn nhá, rất là an toàn này các bác này. Đấy, lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn.
Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này. Và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, đèn xoay. Giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này, rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá này sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia trong cái hộp như này các bác nhá. Đấy, trong hộp long ben hắc lào này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhé. Các bác lên cho em là bộ thìa Đức. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Thìa hàng của Đức cực kỳ là dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, rất là dày dặn chắc chắn nhá. Con này thì dùng thì cực kỳ là sạch đẹp. Hàng của thương hiệu Willing của Đức cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp thìa Đức như này. Giá của nó sẽ là 50... bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thìa Đức nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Đó. Thìa Đức này. Giá của nó sẽ là 60k. 60k cho 5 chiếc. Đấy, 60k cho 5 chiếc. Tức là các bác mua vào chỉ có hơn 10.000 cho một chiếc thìa như này thôi. Hàng của thương hiệu Willing của Đức. Inox sáng bóng 304 đẹp. Bền bỉ chắc chắn. Đấy, khuôn sinh vừa với cái tay sử dụng của người Việt Nam mình nhá. Đấy, lên cho em là thìa Đức, giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox thì một bộ này lấy cho anh cả cái vỉ đũa Nhật, đũa Hàn này. Thì nó sẽ là một cái dòng đũa inox nhá, đũa inox. Hàng này của nó sẽ là inox 304 nhá, inox 304. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi, giá sẽ là 55.000. Đây, su 304 này. Hàng của thương hiệu Willing của Đức nhá, cực kỳ sáng bóng đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Có cả mấy màu luôn. Đấy, su 304 của Đức nhá, một cái thôi, không cần đâu. Đấy, su 304 của Đức, đây, hàng của thương hiệu Willing của Đức này, đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vỉ này của nó thì bao gồm là 5 đôi, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k. Các bác lên cho em là hộp, lên cho em là hộp hộp đũa. Hộp đũa inox nhá, hộp đũa inox. Đấy, hộp đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp này. 50k, 55k trên hộp 5 đôi. Đó, 55k trên hộp 5 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng đũa của Nhật này. Đũa của Nhật thì bên shop có hai mẫu. Một là đũa của Nhật thường, hai là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu đều là hàng của Nhật hết. Thì đầu tiên là các bác lên xem là đũa Nhật này, lên xem là đũa Nhật. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá, chống nấm mốc. Giá thì sẽ là 40k trên một vỉ như này nhá. 40k trên một vỉ đũa Nhật như này, 10 đôi. Đó, 40.000. Đấy, đây, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này, chống nấm mốc các thứ này. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% này. Giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ đũa Nhật như này nhá. Đấy, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa Nhật 7 màu đây. Đũa mật 7 màu. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn một chút nhá. Cao cấp hơn một chút và cái giá thì cũng rất là ưu đãi cho các bác luôn. Lên cho em là đũa Nhật 7 màu như này. Đó.
cũng được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đó, và dòng này của nó thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, có hoa văn trang trí đẹp hơn và cao cấp hơn. Con này thì một vỉ này của nó sẽ là 5 đôi và giá thì bên shop cũng về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 5 đôi. Hàng cũng là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, giá của nó sẽ là 50k trên một vỉ 5 đôi. 1 2 3 4 5 đôi, 50k trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc thì con này một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi nhá, 10 đôi. Hàng thì nó sẽ là cũng là được làm từ sợi thủy tinh hết nhá. Sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chống nấm mốc, chịu được nhiệt độ cao. Và con này thì nó sẽ là, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy, đầu này nó sẽ có mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, rất đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc, 35.000 một vỉ 10 đôi thôi. Đấy. Giá thì rất là ưu ái cho các bác luôn. Giá rất tốt các bác nhá. Đấy. Đũa mạ vàng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35.000 cho một vỉ 10 đôi thôi. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đấy. Đũa mạ vàng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35k trên một hộp như này và 10 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc. Thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khăn như này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài là 1m4 và chiều rộng là 70. Đấy, bắt đầu vào mùa đông rồi. Đấy, tắm giặt xong thì nó rất là lạnh thì các bác dùng khăn để mình lau khô, vệ sinh khô người luôn. Đấy. Và hàng cực kỳ là dày dẫn. Đấy. Chất liệu của nó là sợi bông mềm mịn. Đấy, và giá thì sẽ là một cái khăn tắm như này, mỗi khăn tắm như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 40k cho mấy con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40.000. Kích thước của nó thì sẽ là 70 x 1m4. Đấy. Khăn tắm Hàn Quốc này. 40k trên một chiếc nhá. Kích thước của nó là 70cm nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Đó, giá rất hợp lý, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Để các bác lên xem là đèn bão thì nó sẽ là một con đèn có kèm cho các bác cả một dây cáp sạc, cắm sạc trực tiếp luôn. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ là một cái con đèn như này. Đấy, và các bác có thể dùng để mình trực tiếp này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng. Ở đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có báo pin các bác này. Đấy. Khi mà nó sạc thì đèn nó sẽ có ánh sáng đỏ như này. Đấy, đỏ này. Đấy, che đi thì nó sẽ tối này. Bỏ ra nó đỏ này. Đấy, và ở đây có quạt mát cho các bác luôn nhá. Gió rất mạnh các bạn, gió rất mạnh luôn. Quạt thì rất là mát các bác nhá, quạt rất là mát nhá. Có kèm cho các bác cáp sạc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bão, giá sẽ là 100.000 cho một con đèn bão như này thôi. Giá chỉ có 100 cành thôi các bác nhá. 100 cành cho một em đèn bão như này. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đề phòng khi mất điện, hoặc là nhà có trẻ nhỏ thì dùng để làm quạt khi mà mất điện cho các em, nó rất là tiện. Hoặc đề phòng mưa gió bão bùng. Đó, lên cho em là đèn bão nhá. Đó. Đèn bão, giá sẽ là 100k một em. 100k cho em đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. Các bác lên cho em là xịt xoang mũi. Đấy, xịt xoang mũi con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt. Ví dụ như là các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng này, kích ứng mũi này, rồi là liên quan đến các cái bệnh về mũi. Đấy, đường hô hấp thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Hàng thì hàng của Nhật cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ dùng cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi luôn các bác này. Đấy. Thì khi xịt ra nó sẽ là dạng xương như này, rất là tốt các bác này. Đấy. Các bác xịt trực tiếp vào cái xoang mũi nhà mình rất là ok luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Đó. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k trên một chai nhá. 45.000 trên một chai xịt xoang mũi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Đấy, con này thì chuyên để đo huyết áp này. Đo huyết áp các bác nhá. Đấy. Máy đo huyết áp, con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này.
Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em nhá. Nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đó. Sử dụng pin con thỏ nhỏ thì các bác lắp pin vào cho em là xong. Đó, đây, lắp pin vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Bác nào mà chuyên bị cao huyết áp này rồi nói chung là huyết áp không ổn định thì các bác dùng cái máy này cho em để mình đo, để mình xác định được cái huyết áp của mình, để mình cân đối nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 260.000 trong con máy đo huyết áp như này thôi. Đấy. Con này nếu mà các bác ra cửa hàng hoặc ra hiệu thuốc mà mua một con đúng phiên bản như này thì giá người ta bán cho các bác chỉ tầm khoảng 400-500 nghìn. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 260k và bao ship cho bác luôn lên trên là máy đo huyết áp rồi. Ok. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhé. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhé. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhé. 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhé. Loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000
và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà các bác nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dặn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là
Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bạn nhá. 4 lít đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bạn này. Đấy, 4 lít đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bạn nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì con này thì cái chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Bỏ tranh cái pin này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đây có đây. Qua lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy thì bên shop về cho bác cái mẫu cân sức khỏe hay còn gọi là các bác gọi cho em là cân người đi cho nó dễ. Đấy. Cân sức khỏe, cân người. Thì đây sẽ có kèm cho các bác là một đôi pin luôn. Về nhà các bác lắp cho em cái đôi pin này vào này. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để cân người thôi. Đấy. Và hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Mặt kính cường lực nhá. Con này nó có thể cân được lên tới 180 kg. Thì về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em. Đấy, có sẵn kèm cho các bác một đôi pin rồi, lắp pin vào. Sau đó thì các bác ấn cái lẫy này lên này. Đấy, ấn cái lẫy này lên thì số nó sẽ lên. Con này thì vừa là cập nhật nhiệt độ vừa là cân luôn coi nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là chế độ là kg và chế độ cân của Nhật này. Cân của Nhật và chế độ là kg. Thì các bác để cho em chế độ kg này là xong. Đấy, nhiệt độ thì bây giờ đang là 27 độ C. Miền Bắc thì có vẻ vào mùa đông rồi nhưng mà cũng chưa lạnh lắm các bác nhá. Đó. Vẫn còn rất là nóng. Đây. Em cân thử cho bác xem này. Đấy. Em hiện tại bây giờ đang là 66,9 kg. Đấy. 66,9 kg các bác này. Đó. Cái này thì nó sẽ có nhớ số cho các bác trong vòng là 30 giây thì nó sẽ lại tự nhảy về số 0 các bác nhá. Đấy và con này của nó thì nó sẽ là cân được 180 kg. Mà mặt cân của nó là kính cường lực nhá, kính cường lực. Khi các bác sử dụng thì nếu mà nó tắt nguồn thì các bác nhấn cái nút nguồn này lên cho em này, nhấn cái nút nguồn này lên và có điều chỉnh kg. Đấy và có báo pin các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy thì một cái con cân sức khỏe cân người như này. Các bác lên cho em là cân sức khỏe cân người nhá. Đấy, cân sức khỏe này. Đó, cân sức khỏe cân người. Cân người, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con cân như này thôi. Giá chỉ có 100.000 cho một con cân sức khỏe cân người như này thôi, rất tiện dụng cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái
cân treo cầm tay nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân treo cầm tay. Con này thì nó cũng có sẵn pin cho các bác luôn, và về nhà thì các bác có thể mua thêm pin. Mua thêm pin ở cửa hàng được các bác nhá. Mua thêm pin ở cửa hàng, ví dụ như là đồ các cái cửa hàng đồ như là đồ bán về đồ học sinh cái thứ đều có cái pin này hết nhá. Nó rất là tiện, thì các bác có thể mua về, nếu nó hết pin thì mua thêm cho em. Đó, và các bác lắp pin vào cho em này. Con này thì nó cũng có chế độ là kg và cập nhật nhiệt độ luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là cân treo cầm tay nhá, cân treo cầm tay. Đấy, có cả kg này và cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Đấy, nhiệt độ bây giờ đang là đây. Đấy, và 29 độ này, và có chế độ cân như này. Đấy. Thì đây em sẽ cân thử cho các bác xem luôn, và con này thì nó sẽ cân được là 50 cân nhá, cân được 50 cân. Đó, con này nó sẽ cân được 50 cân. Thì đây, em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đó. Nó rất là tiện luôn nhá. Đây. Thì các bác ví dụ như là mình cân thì mình có thể quặc vào như này, quặc vào như này, hoặc các bác đeo trực tiếp luôn. Đây. Đấy, thì con này các bác để cho em về chế độ là kg nhá. Đây. Con này của nó thì nó sẽ là 0,10 kg này. Đấy. Và các bác có thể điều chỉnh cho em. Đó. Thì khi cân thì các bác cứ cho về chế độ kg như này, sau đó các bác cân này. Đó là ok. Đấy. Thì nó rất là đơn giản với thôi các bác nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân nhá. Đây. 0,10 kg các bác này, rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop nó có sẽ có nhớ nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Và giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, các bác để về không như này nhá. Các bác nhấn cái nút nguồn cho nó về không như này, sau đó thì các bác bắt đầu cân cho em. Con này thì các bác có thể cân đây, con này của nó sẽ là 0,40 kg nhá, 0,40 kg. Đấy, tức là 4 lạng. Và các bác có thể cân được cân nặng lên tới 50 cân nhá. Mắc của nó là 50 cân. Đấy, còn khi cân thì khuyến khích các bác là cân khoảng 2-30 cân là sẽ là ok. Đấy, tại vì 50 cân thì sợ là cái đầu đai này nó không chịu được nổi các bác nhé. Đó, mặc định của nhà sản xuất thì như vậy. Còn là khi cân thì các bác tùy theo thực tế để mình cân thôi, làm sao cho nó hợp lý nhá. Lên cho em là cân treo cầm tay nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 ạ. Lên cho em là cân treo cầm tay, giá của nó sẽ là 90k. Đó. Các bác lên cho em là cân treo cầm tay này. Đó. Cân treo cầm tay 70.000 các bác nhá. Cân treo cầm tay. Đó. Cân treo cầm tay giá của nó sẽ là 70k thôi. 70.000 trong cái mã cân treo cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mã cân. Đó là cái mã cân 5 và cân 10. Đấy, cân 5 và cân 10. Thì con này các bác chuyên dùng trong nhà bếp, hoặc là các bác buôn bán hàng hóa thì các bác dùng cái con này nó cũng rất là tiện các bác nhá. Đấy, dùng nó rất là tiện và đều có tính năng trừ bì hết nhá, đều có tính năng trừ bì hết. Con này thì các bác lên cho em là cân 5, nó sẽ là cân được 5 kg nhá, cân được 5 kg. Và giá thì chỉ có 50k thôi, 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, các bác lên cho em là cân 5 này, cân 5. Đấy, và sẽ là 50k và nó sẽ cân được là 5 kg các bác nhá. Và đều có tính năng trừ bì luôn. Về nhà thì các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá. Cái này thì không có pin đâu nhá. Đấy, cái này thì không có pin. Đấy, không pin nhá, không pin. Về nhà các bác tự mua thôi. Về nhà các bác tự mua pin nhá. Tự mua pin về mình lắp vào cho em. Đó, con này sẽ là cân 5, cân được 5 cân. Và tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu cân 10 đây. Đấy. Cân 10 thì con này nó sẽ là cân được 10 kg và cái này cũng không có pin luôn. Về nhà các bác. Đấy. Về nhà các bác tự mua pin, các bác lắp vào cho em nhá. Đây, em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy, các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên nhá. Sau đó thì mình để cho em là chế độ là gam như này. Đây. Sau đó thì bây giờ em đặt cái cân treo này lên này. Đấy, còn cân treo này của nó sẽ là 106g này, 106g nhá. Và các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em này. Đấy, là nó sẽ về không. Và đấy, các bác lại cân các thứ khác bình thường. Đây, em lại đặt cái cân 5 này lên. Thì con cân 5 này của nó sẽ là 160g nhá, 160g. Đấy, 160g các bác này. Đấy, khi các bác cân thì để cho em cái môi trường không có gió nhá. Đấy, ở đây thì em có gió là cân nó sẽ nhảy đấy. Đấy, ở đây là em có gió thì cân nó sẽ nhảy, và cái này nó tính bằng gam cho nên là mình để cái môi trường không có gió nó sẽ tốt hơn. Đó. Sau đó thì các bác bỏ ra thì nó lại về không, và các bác bỏ ra thì nó sẽ lại về cái này, về cái cân của con này thì các bác lại nhấn nút nguồn này nó sẽ về không. Đó, thì con cân 5 và cân 10 thì đều sử dụng như nhau. Đấy, con cân 10 này thì nó sẽ là hàng của Đức này, Made in Germany nhá. Con cân 10 này sẽ là hàng của Đức, hàng Made in Germany. Đó, con này thì giá của nó sẽ là 160.000 cho một con cân 10 như này nhá. Đấy. Còn cân 5 thì sẽ là 50.000. Đấy, còn các bác lên cho là cân 10 giá sẽ là 160k nhá, 160k cho mã cân 10 như này. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, bên shop về cho các bác thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái mẫu cân như này. 4 cái mẫu cân để cho các bác sử dụng nó cũng rất là tiện ích nhá. Đó, cân 5, cân 10. Rồi đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em.
Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc khi mua hàng đơn hàng từ 200 nghìn trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo điện nhá. Hàng lô này về thì siêu đẹp cho các bác luôn, màu mè đủ các màu cho các bác luôn nhá. Đó, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Một cuộn này thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một cuộn, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Băng dính của Nhật này thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là siêu dai này, siêu dính này. Đấy. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Đó, siêu dai, siêu dính và rất là mỏng nhá, rất là mỏng, thì khi mà các bác dùng nó mỏng ấy, đây rất là dai các bác này. Dai chưa các bác thấy không? Đây. Rất dai luôn các bác này, kéo đã tay luôn nhá, rất dai này, rất dính và rất mỏng này. Và lõi thì gần như là bằng không luôn, gần như không có lõi luôn các bác nhá. Đấy đây, gần như không có lõi luôn này. Đấy thì khi các bác dùng nó rất là đã. Bên shop bán thì sẽ là 10.000 cho một quận như này. Đấy. 10.000 cho một quận như này. Còn quận nhỏ này thì sẽ là 5.000 nhá. Đấy 5.000. Quận to thì sẽ là 10.000, quận nhỏ là 5.000. Còn bán cân thì sẽ là 80.000 một kg. Lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này. Băng keo điện giá sẽ là 10.000 trên một quận này hoặc là 5.000 trên một quận nhá. Và 1 kg, 1 kg thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 trên 1 kg. Và nửa cân 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Đó thì các bác muốn lấy nào lấy, lấy quận 5.000 có, quận 10.000 có. Lấy một cân là 80.000. Một cân thì sẽ là quận to quận nhỏ thì từ 7 đến 10 quận. Và có bán lẻ nhé. Bán lẻ 10.000 một quận nhé. Và 5.000 một quận. Đây, quận này sẽ là 5.000 này. Đây, 5.000 một quận này các bác nhé. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Yamato này và rất là nhiều thương hiệu khác này. Đấy, made in Japan các bác này. Đây, made in Japan luôn các bác nhé. Đó, made in Japan luôn. Đây, các bác yên tâm sử dụng hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan nhá. Đó. Thì quận này sẽ là 10.000, quận này 5.000, gần như không có lõi luôn. Rất chất lượng các bác nhá. Và cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 5.000 và 10.000 một quận, rất rẻ luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay ho, đó là cái bông lúa thần tài nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy, bông lúa vàng. Thì ở đây nó sẽ là một cái bó, bên em bán theo bó như này. Một bó của nó sẽ là 10 cành các bác nhá. Một bó là 10 cành. Và về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Đây em đang cắm điện đây. Đấy, đây nó sẽ là một bó của nó các bác này. Đấy, một bó của nó đây. Đây em đang cắm điện trực tiếp như này các bác này. Con này dùng thì rất là ngon và tiện ích luôn các bác nhá. Đây, một bó là 10 cành như này. Rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10. 10 cành thì các bác có thể cắm giải ra. Cắm giải ra hoặc là cắm trực tiếp vào thành một bó như này rất là đẹp này. Đấy. Thì các bác có thể cắm ở ban thần tài này, ban thờ hoặc là trang trí ở đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, màu của nó là màu vàng như này và hình bông lúa rất là đẹp luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá thì sẽ là 140.000 một cành như này, một cành như này, một bó này bao gồm là 10 cành. Lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một bó. Đấy, lên cho em là bông lúa vàng. 140.000 cho một bó bông lúa vàng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một bó này sẽ bao gồm là 10 cành, mà tính ra như vậy là 140.000, là tính ra vào có 14.000 cho một cành như này thôi. Con này các bác dùng thì cực kỳ là đẹp luôn, ngày Tết các bác hoặc là dỗ chạp hoặc là ngày rằm mùng 1 các bác để trên ban thờ mình thắp hương rồi mình bật lên rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Và đây thì nó cắm trực tiếp điện 220 như này. Đấy, có đầu dây như này nhá. Và có một cái cục tụ như này rồi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Đẹp. Đấy, sắc nét và khá là ngon lành cho các bác nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một cái bó lúa vàng như này thôi. Lên cho em là bông lúa vàng hoặc bó lúa vàng, giá sẽ là 140.000. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop cái bó lúa này thì cái chiều dài tổng thể của nó thì 1 này, 2 này, 3 này. Nó vào khoảng là 70cm nhá. Vào khoảng 70cm các bạn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái vật muỗi các bác nhá. Vật muỗi đây nó sẽ là một cái dòng là vật muỗi thông minh. Vật muỗi thông minh. Con này thì nó có chức năng là bắt muỗi tự động. Thì các bác bật cho em cái công tắc hồng ngoại này lên. Đó, bật cái đèn hồng ngoại này lên và nó sẽ, cái ánh đèn màu hồng này sẽ thu hút muỗi các bạn này. Đấy, nó chập điện rất là mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Chập điện rất là mạnh luôn. Thì con này nó đánh muỗi cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó. Và có chức năng là bắt muỗi nhá. Đấy, thông thường thì bắt muỗi như này. Bắt muỗi thì các bác chỉ cần bật này này. Đấy, các bác thấy không? Con này điện nó khá là mạnh cho nên nó đánh, nghe các bác nghe cái tiếng tách tách của nó rất là đã luôn, tức là điện của nó rất là mạnh đấy. Và muỗi vào một cái là chết rúm vào luôn.
kể cả người mà các bác đưa vào giật tê người đi luôn các bác nhá. Và có cái đế như này, ban đêm thì khi mà các bác muốn bật chế độ bắt muối tự động thì bật cái này lên, sau đó thì cắm cái sạc này vào cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá, cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình đấy, và các bác để nhá. Còn cái này nó chỉ sử dụng được cái chức năng là bắt muỗi thôi, còn các bác muốn bắt muỗi tự động thì các bác phải cắm sạc vào, còn nếu các bác để không như này thì nó chỉ được khoảng một tiếng thôi là nó sẽ hết pin nhá, nó sẽ hết pin đấy, tại vì mình để cái đèn hồng ngoại này rất là tốn pin. Và đây thì con này rất chắc chắn luôn, bên trên này đai 4 ốc liền nhá, đấy nó sử dụng pin 18650, các bác về xoáy ốc ra có thể thay pin bình thường đó. Và con này thì giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là vợt muỗi đứng nhá. Đấy, vợt muỗi đứng này. Vợt muỗi đứng. Đấy, nó có thể để đứng được nên em gọi là vợt muỗi đứng, 130k nhá. 130.000 cho con vợt muỗi đứng như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bình thường nếu các bác mua cái vợt muỗi thường của Việt Nam mình cũng đã phải 90 đến 100.000 rồi. Mà đây một con vợt xịn sò như này, cực kỳ chắc chắn luôn, cầm đầm tay. Giá chỉ có 130k thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Sản phẩm đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là vợt muỗi đứng, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bình nhiệt như này. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, dung tích 1,5 lít. Đó, dung tích 1,5 lít, bình nhiệt quân đội Mỹ 1 lít rưỡi nhá, mà giá là 170.000. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình như này, inox 304 nhá. Đây, su 304 này các bác này. Đấy, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đế thì có lót cao su chống trơn trượt nhá. Đấy, và có lưới lọc này, có lưới lọc này. Đấy, có nắp giữ nhiệt này, một nắp giữ nhiệt này và một nắp làm cốc luôn, một nắp làm cốc như này nhá. Đấy, xoáy vào cho em này. Rất là ngon lành luôn. Nắp này thì rất là dày. Nắp này siêu dày luôn. Các bác có thể vừa làm cốc uống nước này, vừa làm nắp luôn, rất là tiện ích. Thì bên shop về nó sẽ có 3 màu. Màu đỏ này, màu inox này và màu xanh đậm nhá. Màu xanh đậm. Đó, màu xanh đậm như này. Các bác nghe cái tiếng kêu là các bác đã biết rồi. Bên trong của nó inox 304, bên ngoài sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện giữ nhiệt nhá, sơn tĩnh điện giữ nhiệt, giữ nóng giữ lạnh cho em luôn. Đây, mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh 36 giờ này. Đấy, giữ nóng 24 giờ cho các bác luôn, rất khủng khiếp luôn nhá. Hàng này thì nó chuyên sản xuất cho quân đội của Mỹ nhá. Đấy, dung tích là 1,5 lít. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này, bình quân đội Mỹ, bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là quân đội Mỹ này, giá của nó sẽ là 170k cho các màu, ba màu này, màu đỏ, màu inox và màu xanh đậm là 170.000. Còn màu xanh quân đội nhá, bên em có cả màu xanh quân đội luôn. Màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190k nhá, 190.000 cho cái màu xanh quân đội. Đó thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, màu xanh quân đội thì nó sẽ là một cái màu xanh rất là đẹp như này. Và con màu xanh quân đội này thì không có nhiều hàng đâu. Đấy, hàng nó về theo lô thì con màu quân đội này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Và nó theo lô, một lô của nó cũng chỉ có tầm khoảng là chục cái thôi. Đấy, chục cái thôi. Đấy. Đấy, và giá thì sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này các bác nhá. 190.000. Đó. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện được sản xuất và phân phối bởi Thái Lan nhá, bởi Thái Lan. Đó. Đây nó sẽ là một cái dòng kẹo mà thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Hàng nguyên tem mác nội địa của Thái Lan nhá, toàn bộ chữ Thái hết này, mã tem mã code đàng hoàng. Đấy, các bác mua nước uống bò húc của Thái Lan ấy là phải đúng cái mã 885 như này mới là hàng của Thái Lan nhá, còn lại là đều là hàng nhái hết này. Mã code của nó phải là 885 như này. Đấy, mua bò húc dọi đúng cho em cái mã code 885 này nhá. Đó, Thái Lan. Đây, nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này. Dòng này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là một cái dòng đặc biệt. Khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ là cái tính năng giữ chuột của nó rất là tốt luôn. Khi mà chuột nó ăn một con ăn là nó sẽ kéo theo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng nhá. Các loại chuột đều chết hết luôn. Đó, giá thì sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp như này các nhá. 30.000 cho một hộp kẹo chuột này thôi. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, số 1 của Thái Lan luôn. Dòng này nó sẽ là một cái dòng đạt thương hiệu của Thái Lan luôn nhá. Đấy, bán toàn cầu luôn này. Và giá sẽ là 30.000 cho một hộp này thôi, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt sơn cái này gọi là xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm. Trước khi xịt thì các bác lưu ý lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em. Đó.
Con này dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng xịt nano nhá, củ nano. À, trước khi xịt lắc đều lên trên, khi xịt vào các bác này, đấy, đây, xịt vào này thì cái sơn nó sẽ lấp đều vào cái các cái vị trí mà nó bị thấm rột nhá. Đấy, đây, cái sơn nó ra như này các bác này, đấy, con lắc đều lên trên, đó, và nó sẽ đều lên các cái vị trí bị thấm rột nhá, là nó sẽ phủ kín luôn, đó, phủ kín luôn các bác nhá, và rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k. Đây các bác này, khi xịt vào thì nó sẽ thấm đều vào các cái vần vết nứt như này các bác này. Đấy, đây là em đang xịt đây và có các cái vết nứt đây. Nó sẽ thấm đều vào như này và nó sẽ khô đi. Nó sẽ khô dần đi nhá, khô dần đi và nó sẽ phủ che hết cho các bác những cái vết nứt này. Thì các cái vị trí mà bị nứt, bị thấm rột là nó sẽ che hết cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 50k nhá, lên cho em là sơn đình xịt chống thấm nhá. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000. Xịt chống thấm này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Đó, phủ hết luôn các bác xem nhé, thực tế luôn chứ không phải là hoa văn cầu kỳ gì nhá, em xịt trực tiếp lên sản phẩm này. Đấy, và lưu ý các bác là khi xịt nhá, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em như này nhá. Ngoài ra thì khi xịt nhá mà nó không ra thì các bác đảo đi như này cho em này, đảo này cho em để cho nó cái miệng này nó đẩy ra, tại vì là cái bên trên này nó hay bị khô và nó tắc. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sơn xịt inox nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một cái dòng sơn như này. Đấy, sơn như này. Và khi mà các bác xịt lên thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt như này các bác này. Đây. Đấy, phủ lên các bề mặt như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó là chất liệu của nó là bằng sơn inox nhá. Đấy, sơn inox thì nó sẽ phủ bóng lên các bề mặt này các bác. Đấy, phủ bóng các bề mặt như này thì nó sẽ giúp cho các cái bề mặt của nó khỏi bị rỉ sét nhá, bị rỉ sét. Đấy, phủ trên bề mặt như này khỏi bị rỉ sét, rất là tốt luôn, chống rỉ sét, chống ăn mòn. Đấy, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Thì lên mã giúp em đó là sơn inox nhá. Đấy, sơn inox, một cái lọ sơn inox này giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là sơn inox này, đó. Sơn inox. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái lọ sơn inox như này các bạn này. Đấy, 80.000 cho một cái lọ sơn inox như này. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Chào các bác nhé, nay thì Phạm Huấn lại quay trở lại và giới thiệu các bác các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao đen có nhá, bộ dao đen. Thì bộ này nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này các bác nhá. Đấy, 5 món như này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một con liếc này. Đấy, một con liếc rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Đấy, một con liếc này. Tiếp theo là một con kéo này, rất là dày dẫn chắc chắn, và con này sẽ là siêu bén luôn, siêu bén và hàng đa di năng nhá. Thứ nhất là có cái phần để các bác mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, khui bia này, và có cái phần khuyết để các bác dùng để cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này. Rồi có cái phần này để các bác đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm cá này, khui bia này. Đấy, rất đa năng luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác là thêm là 3 con dao nhá. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái này, cán của nó thì bằng nhựa thôi, nhưng mà nó khá là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Cán bằng nhựa nhưng khá dày dẫn chắc chắn nhá, và dòng thì siêu bén luôn các bác này. Dao rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Dao rất là bén luôn, dùng thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, dao siêu bén luôn các bác, thấy không? Đây. Dao rất là bén luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là có một con dao dao thái này, con này vừa thái vừa lọc luôn, mũi nhọn nhá. Đấy, mũi nhọn nhá, vừa thái vừa lọc luôn. Tiếp theo thì đến hai con dao bản to. Đấy, một con bản to này. Đấy, con này thì các bác dùng để chuyên thái này. Đấy, chuyên thái này. Hàng siêu bén luôn các nhá. Rất bén luôn. Đó, rất bén luôn. Đấy, tiếp theo thì một con này nặng hơn một chút. Con này thì nó sẽ vào khoảng là 3 lạng nhá. Vào khoảng 3 lạng con này thì các bác có thể dùng băm và chặt nhẹ được nhá. Em nói là chặt nhẹ thôi. Đấy, thì những con gà nhỏ nhỏ các bác vẫn có thể chặt được các bạn. Đấy, còn là chặt xương trâu xương bò thì không chặt được đâu. Đấy, chặt gà nhẹ nhẹ thì được. Đó. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao. Đấy, 3 con dao như này. 3 dao, 1 kéo, 1 liếc. Đấy, bộ sản phẩm combo như này, lên mã giúp em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ dao đen như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là bộ này là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá. 130.000 cho một bộ dao đen như này thôi. Đấy. Lên mã giúp em đó là bộ dao đen, giá sẽ là 130k. Đó, bộ dao đen nhá. Bộ dao đen giá sẽ là 130k. Đó. Đấy, 130.000 nhá. Hàng nó hơi nhiều mã, nhiều lúc em không nhớ được hết giá, các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái
mũi khoan đỏ nhá, quát lên cho em là mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là sẽ bao gồm cho các bác combo, nó sẽ có là 2-3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá, vừa khoan vừa tazogen được luôn. Đó đây. Đấy, combo cho bác như này. Đấy, chất liệu của nó thép, nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây, 1 2 3, 3 mũi khoan tháp này. Đấy, và có sẽ có cho các bác là 3 mũi vừa khoan và vừa là tazogen luôn, vừa khoan vừa tazogen luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 130.000. Thép của nó thì sẽ là thép gió phủ titan và nó sẽ có cho các bác là 3 mũi khoan tháp này. Đấy, mũi nhỏ nhất là 4 đến 16 này, mũi nhỡ là 4 đến 20 và mũi to là 4 đến 32 nhá. Đầy đủ các size số cơ bản cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương rồi, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một cái bộ mũi khoan tháp như này. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ nhá, nó màu đỏ lên đúng tên chưa? Giá thì chỉ có cho các bác là 110k thôi. 110k cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái ép tỏi hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Ép tỏi hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, đây nó sẽ là một con ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là cái phần lỗ của nó là nó có cái phần chấm này, nó đẩy ra hết luôn, cho nên khi các bác ép là gần như là nó sẽ sạch, nó nhồi ra hết luôn, nó không bị đọng lại. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là ưu đãi luôn, nên đã giúp cho này ép tỏi nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này, inox 304 dày dẫn sáng bóng đẹp. Và giá thì chỉ có 100k thôi, 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Con này thì hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ép rất là ngon luôn, to nhá. Cho củ tỏi của anh của gừng vào đây ép phát một là xong, sau đó đổ ra mình chỉ cần xả nước đi là sạch luôn nhá. Lên thì ép tỏi giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ như này. Đó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu JBL nhá, JBL. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn các bác. Đó, đây nó sẽ là một con mic dây hàng thương hiệu JBL như này các bác này. Đó, mic dây hàng thương hiệu JBL nhá. Đó, một con mic như này. Hàng của thương hiệu JBL made in USA. Đấy, JBL made in USA nhá. Mã sản phẩm là 99S nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Bao gồm cho các bác là combo một mic một dây như này nhá. Đấy. Combo một mic một dây như này, dây của nó cũng là dây của Mỹ luôn, dây của Mỹ luôn các bác này. Đấy. Dây của Mỹ luôn đây, made in USA này, dây của Mỹ luôn. Đây, đầu kết nối thì bằng đồng nhá, kết nối âm thanh bằng đồng, rất chuẩn chỉ luôn. Đấy, các bác chỉ cần cắm này cho em là xong. Đó, thì lên cho em là mic dây Mỹ nhá, mic dây Mỹ này. Đấy, tại vì bên shop có cả mic dây của Nhật nữa. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con mic dây như này rất là ngon này. Đấy. Thân mic đều là bằng hợp kim hết nhá, thân mic bằng hợp kim hết. Rất ngon lành, sáng bóng đẹp luôn, made in USA nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000 cho một con mic dây như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Dây dài từ 4 đến 5 mét và dây của nó sẽ là dây siêu mềm như này nhá. Đấy, dây siêu mềm cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên cho em là mic dây Mỹ nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là 280.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là mic Mỹ nhá. Mic Mỹ, giá của nó sẽ là 280k cho một con mic dây Mỹ như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mic Nhật nhá, mic Nhật, mic dây Nhật. Giá thì sẽ là 230.000. 230.000 cho cái mic Nhật đây. Sản phẩm thì cũng là combo cho các bác. Cái này thì nó sẽ là không có hộp, hàng bãi thanh lý siêu thị nhá. Đó, hàng của thương hiệu Tomahawa này, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một mic một dây, cũng một mic một dây. Dây thì này, dòng này của nó cũng là dây siêu mềm và dây của Nhật nhá, dây của Nhật này. Đấy, dây của Nhật đây. Cũng made in Japan các bạn này, made in Japan, dây của Nhật đây. Thì combo cho bác một cái bộ sản phẩm như này, giá thì sẽ là 230.000 cho một cái mic dây Nhật như này nhá, Tomahawa made in Japan này. Con này thì dùng cũng cực kỳ là ngon luôn. Thân mic của nó cũng đều là bằng hợp kim hết nhá, nhỏ gọn, đẹp, sáng bóng và chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Dùng rất là ngon, công tác của nó tanh tách luôn các bác nhá, rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Các bác có thể cắm lên alo và hát thử rất là ok luôn nhé. Đấy, combo cho các bác một mic một dây như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhé. Mic dây Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 cho một cái bộ mic dây Nhật như này. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể mua để sử dụng Tết đến nơi và các bác karaoke nghiêu ngao cho nó đỡ buồn.
Đấy, mít dê Nhật 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba thước nhá. Đấy, Tết nhất dinner rồi, các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Chế biến thực phẩm, thức đồ ăn, thức uống này, hoặc là mua về để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình và trang hoàng cho cái gian bếp nhà mình nó làm sao mà nó đẹp sáng bóng nhá. Đó thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba chiếc thớt đẹp như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn nhá, nhựa kháng khuẩn. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn cực kỳ tuyệt đối an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 cho ba chiếc thớt như này thôi. 60.000 cho ba cái thớt như này. Đấy, cái to nhất của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 35 cm nhá, 35 cm. Đấy thì combo cho các bác bao gồm là ba chiếc như này. Đấy. Con to nhất của nó là sẽ là 35, 25, 30, 20 và 20 x 15 nhá. Đấy, lên xem là bộ ba thớt nhá. Bộ ba thớt này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nhá. 60.000 cho ba chiếc thớt như này, giá rất hợp lý cho bác luôn. Thớt nhựa kháng khuẩn các bác nhá, chống nấm mốc rất là sạch sẽ luôn, dùng thì cực kỳ là an toàn. Giá 60.000. Bộ khoan đa năng nhá, khoan đa năng thì sản phẩm sẽ 1.6 à? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khoan đa năng như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy khoan này, một thân máy khoan nhá. Đấy, một thân máy khoan như này đấy. Con này thì có đảo chiều này. Đấy, có đảo chiều. Và ưu điểm của con này thì nó có thể xoay từ hình súng sang cái hình thẳng này được này, rất là tiện luôn. Đấy, đầy đủ combo cho bác các loại mũi vít như này nhá. Mũi vít như này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình tháo ốc này. Đấy, tháo ốc này. Đấy, xoáy ra này. Xoáy ra này các bác. Đấy. Đấy, đảo chiều lại xoáy vào này, xoáy vào rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 180.000 thôi. Đấy, có đảo chiều này các bác nhá. Đấy, hình khẩu súng như này. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít này, đầu các cái đầu vít đầu ba khe lục giác này, rồi là các cái đầu vít như này, và được có cả đầu khẩu luôn, và có cả tay ngoắt nghéo như này. Đấy, chọn bộ sản phẩm cho các bác luôn, bao gồm cho các bác tất cả các sản phẩm như này. Đấy, đầy đủ trong cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò luôn. Giá thì chỉ 180.000 thôi, và có hai cái mũi khoan nữa, hai mũi khoan nữa nhá. Đó, tay nối dài các kiểu con này đều luôn. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Giá là 180 cành nhá, 180.000 cho con khoan mini này. Rồi ok. Đấy. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng. Đặc biệt là bên shop về cho các bác cái mã bông lúa vàng siêu tuyệt đẹp cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ cân nhắc xem và mua đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship thôi. Nó rất là đơn giản nên không có gì là phức tạp cả. Còn bác nào mà mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Và đơn trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển khoản cọc thì bên em mới đi hàng. Còn nếu mà không cọc thì bên em chỉ gửi dưới 1 triệu thôi, tức là cũng vẫn bán hàng cho các bác. Các bác cứ nhận rồi lại đặt tiếp. Nó cũng rất là đơn giản các bác nhá. Đấy thì hôm nay bên shop về rất là nhiều mã mới ngập kho để gửi tới các bác, thì các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nồi cơm hàng của thương hiệu Sato các bác nhá. Sato, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật liên doanh với Việt Nam và sản xuất ở Việt Nam nhá. Hàng này thì nói chung là hàng liên doanh nên nó cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, thương hiệu của nó thì nó sẽ là hàng thương hiệu Sato các bác này, Sato, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn các bác nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây. Đấy, các bác xem này, thương hiệu của nó này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, sản phẩm của công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đó, thương hiệu Sato này. Con này thì dung tích của nó là 1.8L nhá, và công suất của nó sẽ là 700W. Đấy, đầy đủ các bác nhá, thông số rõ ràng luôn. Và con này ưu điểm của nó là nguyên cái quả nồi này là nặng là 9 lạng nhá. Các bác nghe tiếng gang nó kêu đã là biết rồi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nhôm pha gang nhá, nhôm pha gang. Bên trong của nó thì nó sẽ là hàng chống dính tráng đá nhá. Và bên ngoài thì có phủ một cái lớp sơn giữ nhiệt nhá, sơn giữ nhiệt. Cho nên là khi các bác dùng con này mà nấu cơm thì cực kỳ đã luôn. Nghe cái tiếng kêu này là các bác đã thấy khoái rồi này. Tiếng như là tiếng chuông các bác nhá. Đấy, các bác nghe thấy chưa? Đấy, rất là đã luôn. Đó, tiếng như tiếng chuông luôn, rất là đã luôn nhá. Đấy, con này thì nặng là 9 lạng nhá. Nguyên cái lòng này của nó là nặng 9 lạng các bác này. Đấy. Nguyên cái lòng này đã là 9 lạng rồi. Nguyên cái lòng này là 9 lạng rồi các bác nhá. Dung tích của nó là 1.8 lít, 4-5 người ăn thoải mái luôn. Và nồi thì ưu điểm của nó là
gọi là nồi vỏ nhựa nhá. Đấy, thì khi mà vỏ nhựa như này thì nó sẽ chống chịu với thời tiết của Việt Nam mình rất là tốt luôn. Đấy, các bác không sợ bị han gỉ này, không sợ bị han gỉ, không sợ bị co ngót các kiểu con là điểu luôn nhá. Đấy, có tem niêm phong đàng hoàng này. Đấy, hàng này hàng liên doanh công ty điện tử Việt Nhật này. Đấy, nồi cơm này, 1 lít 8 này, điện 220V này. Công suất của nó là 700W nhá. Con này dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Riêng dòng này thì bên shop bảo hành cho các bác trong vòng 1 tháng luôn. Đấy, trong vòng 1 tháng luôn. Có lỗi gì các bác cứ gửi về đây, bên em bảo hành cho các bác luôn. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy. Và cái dòng mâm này của nó sẽ là mâm dạn các bác này, mâm dạn như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ là uy tín và chất lượng luôn. Đó, mâm dạn như này cho nên là dùng cực kỳ uy tín và chất lượng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho một con nồi cơm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng quay sách như này các bác này. Đấy, đây, quay sách như này, rất là ngon luôn. Khi các bác dùng cái quay sách như này thì không sợ bị rơi, không sợ bị tụt nhá, không sợ bị tụt. Đấy, nếu mà cái dòng quay mà ăn theo cái lẫy này thì nó hay tụt, nhưng mà cái dòng quay như này thì yên tâm. Đó. Các bác có thể cho sang bên trái, bên phải đều được. Đấy, rất là ngon lành luôn, và mở ra này. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Và cái phần giữ nước này của nó cũng khá là to nhá. Đây, lẫy của nó này. Đấy. Đây. Và rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy. Cực kỳ là ngon luôn. Và cái phần giữ nước này của nó cũng khá là to này. Khá to như này thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị tràn lắm nhá. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 1.200.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sato nhá. Nồi cơm Sato này. Nồi cơm Sato. Nồi cơm Sato nhá. Sato. Giá của nó sẽ là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho một con nồi cơm Sato như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho các bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Lên cho em là nồi chiên không dầu. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy, 10 lít cả vỏ các bạn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, một con nồi chiên như này bao nhiêu nhỉ? 590.000 cho một con nồi chiên không dầu này nhá. Hàng về theo lô nhá. Nó sẽ có lô là màu trắng, có lô là màu đen. Đấy, thì các bác cũng thông cảm thôi, hàng về theo lô. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng Camel của thương hiệu của Nhật nhá, Camel của Nhật đây. Đấy, bên trong của nó thì cái phần để sử dụng để chiên này thì nó sẽ được khoảng là 4 đến 5 lít. Đấy, nó vào khoảng là 4 đến 5 lít các bác nhá. Đấy, còn dung tích của nó thì sẽ là 10 lít cả vỏ nhá, 10 lít cả vỏ. Hàng của thương hiệu Camel đây. Có các cái chế độ chiên rán xào nấu đầy đủ cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là bật khi các bác đun thì nhớ bật cho em hai cái công tắc này lên nhá. Đấy, và nó đủ nhiệt thì nó sẽ ngắt như này. Nhưng phải bật hai công tắc này nhá. Hai công tắc như này. 590.000 cả vỏ. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là nồi chiên 10 lít. Nồi chiên 10 lít cả vỏ, nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu này, nồi chiên không dầu. Đấy. 10 lít cả vỏ nhá, 10 lít cả vỏ. Giá sẽ là 590.000 nhá, 590.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ 590.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây thì ở bên trong này của nó sẽ có cho các bác là một cái con mai so như này, một con mai so này các bác này. Đấy đây, một con mai so đây. Đấy các bác quan sát này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một con mai so như này, kèm thêm cho các bác là cái tỏa nhiệt đây, quạt gió tỏa nhiệt luôn. Và con này thì rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Vỏ của nó là vỏ nhựa dày dẫn chắc chắn đây. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V công suất là 1.500W nhá. Công suất khá là lớn luôn. Điện 220V công suất 1.500W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này nhá. 590.000 10 lít cả vỏ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái nồi kho cá các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em. Cái này phải nồi kho cá không nhỉ? Nồi kho cá hàng của thương hiệu Matika, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tem mác bảo hành đàng hoàng, hướng dẫn sử dụng đàng hoàng. Đấy, điện 220V 50Hz các bác nhá. Đấy, phiếu bảo hành thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con nồi kho cá cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cái mâm của nó là mâm kính cường lực nhá. À, vung là vung kính cường lực nhá. Đấy. Và cái nồi này của nó thì nó sẽ là dòng nồi
dòng nồi 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 sứ nhá, nồi sứ cho nên là giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Và khi các bác kho cá thì rất là ngon. Kho cá thì rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Kho cá thì rất là ngon luôn đây. Đấy, các bác có chế độ là tắt này, chậm này, nhanh này và tự động này. Có 4 số như này. Đấy, hàng có thương hiệu Matika các bác nhá. Đó, đây. Đầy đủ các cái thông số cho các bác luôn. Điện 220V, 50Hz và 235W nhá, 235W. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây. Makita các này. Đấy, Matika rất chất lượng cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là cho cá, cho các cái xương đồ hầm vào đây. Đấy, mình sẽ kho xào nấu đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là nồi kho cá nhá. Con này chuyên để kho cá cực kỳ là ngon luôn. Đó, nồi kho cá bao nhiêu nhỉ? Nồi kho cá này. Đấy, lên cho em nồi kho cá 290k và bao sim tận nhà cho bác nhá, 290.000. Trên thị trường nó rất là nhiều loại nồi, có các loại chỉ hơn 100.000 thôi nhưng mà dùng không ra gì đâu. Nó rất là mỏng mảnh và không giữ nhiệt được các bác nhá. Đây, còn hàng của bên em thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Vỏ của nó là vỏ nhôm nhá, vỏ nhôm này. Đấy, đế này, bắt nhiệt cực kỳ là tốt luôn và nấu cực kỳ là ngon nhá, dây dạ chắc chắn nhá. Đó, giá sẽ là 290.000. Lên mã giúp cho em Huấn đó là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Nó sẽ là một con nồi bằng sứ như này. Kho cá cực kỳ là ngon luôn. Đó. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác rồi. 290 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo này thì bên shop về cho bác một cái mã nồi đó là nồi hầm xương nhá. Nồi hầm xương. Giá thì sẽ là 280.000 cho một cái nồi hầm xương như này. Đấy, nó thì thuộc nó là thuộc dòng nồi áp suất các bạn, nồi áp suất. Con này thì các bác chuyên dùng để mình hầm xương này rồi nấu cháo này, hoặc là cái này các bác có thể dùng để rán hoặc là sử dụng để hâm nóng thức ăn cũng được các bác nhá. Đó, nó sẽ có các bác chế độ số 1, số 2 và số 3 này. Đấy, có 3 số như này. Hàng của thương hiệu Kyocy của Nhật nhá. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V. Đấy, điện 220V các bác này. Đấy. Và 50Hz điện 220V và công suất của nó là 800W nhá, 800W. Con này thì chức năng chính của nó là hầm nhá, hầm cho nên là cái lẫy của nó sẽ có cái lẫy đẩy vung giữ nhiệt như này, rất là tốt luôn. Đấy, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn và khá là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hầm ninh xương rồi, nói chung là sử dụng đa di năng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi hầm xương nhá. Dung tích của nó thì con này dung tích của nó sẽ là nó vào khoảng là đây. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít nhá, vào khoảng tầm 3 lít gì đấy các bạn. Đấy. Nó tầm 3 lít gì đấy. Nói chung là một con nồi rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 50Hz nhá. Đây. Đấy, hàng của Nhật. Và bên em gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 các bạn. Đó, 280.000 cho một cái nồi hầm xương như này. Lên mã giúp cho em là nồi hầm xương 280.000. Dung tích của nó thì khoảng 3 lít, nồi hầm xương nhá, nồi hầm xương 280.000 cho cái nồi hầm xương như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó.